Tình yêu đã nghe phép màu là ai nữa. Ô, thôi chết được bật một lúc rồi sợ không ai thông báo nhỉ. Lại không thấy gì rồi nhỉ. Cái đôi giày cao của em đâu nhỉ? Cái đôi giày cao của em đâu nhỉ? Hello các chị. Hôm nay là chuẩn bị hết đồ đi để cho mọi người đi chơi đây nha mọi người nhá. Hôm nay là em Trang chuẩn bị hết đồ để cho các chị gọi là nghỉ lễ là các chị đi chơi đây. Em Trang là chỉ ở nhà để phục vụ các bác thôi. Bác nào vào like rồi cho em xin nút chia sẻ like. Ôi à, tại sao lại không thấy thông báo nhỉ? Em ơi áo này đẹp thế chị. Hello các chị, đẹp không, hợp với mũ nhỉ? Eo ôi hợp đồ đi biển dã man luôn mọi người. Thôi quả này phải cố gắng để đi biển một lần cho nó biết nha mọi người. Hello chị Hoàng Lan nhé, hello chị Ngọc Bùi, hello chị Mười Giờ Hoa. Eo ơi hôm nay đẹp lắm các chị yêu ạ, nhiều. Hôm nay Trang xinh như công chúa, em cảm ơn chị gái nhá. Rồi ôi cảm ơn mọi người vào like rồi mọi người chia sẻ live stream một em ạ. Mọi người vào like rồi mọi người chia sẻ live stream một em với. Nhưng mà đôi giày của mình đâu ấy nhỉ? Em đang đi rất lê. Em đi tìm đôi giày xem nào. Em đi tìm đôi giày xem nào các chị nào. Em bảo này, cái như cái mũ như này ấy, mọi người ra ngoài mọi người mua nhá, rẻ nhất toàn trăm mấy thôi, thật luôn ấy. Các chị nhìn cái dòng mũ này này. Các chị mua ngoài toàn trăm mấy thôi, ở đây em bán cho các chị mấy chục nghìn đồng, rẻ cực luôn. À, em ơi bánh bèo xinh đẹp. Em cảm ơn chị Ngọc Nguyễn ạ. Nhìn em Trang hôm nay điệu đà thế, đấy thỉnh thoảng phải điệu đà tí không các chị lại nhìn các chị lại nó chán. Đây đợi em một tí em đi ra đôi giày cao vào. Nhỉ? Mình có cái đôi mấy cái đôi giày cao đâu rồi nhỉ? Nhiều giày cao lắm đấy mà không biết là đi đâu hết rồi. Các chị ạ, dạo này là toàn đi thể thao thôi, toàn đi giày thể thao thôi ạ. Em chào chị Ngô Gấm ạ. Hello các chị yêu nhá, hello mọi người. Em bảo này, hôm nay em nhiều đồ lắm đấy mọi người. Hôm nay em Trang nhiều đồ lắm đấy ạ. Mọi người vào like rồi mọi người cho em xin nút chia sẻ live stream với. Hôm nay em bảo rồi, hôm nay toàn siêu phẩm thôi. Hôm nay là toàn siêu phẩm về phục vụ chị em thôi. Cho em cái gối cổ vào đây đi này anh ơi, cái gối cổ. Hello mọi người nhá. À, chiều nay vừa nhận được hàng rồi, đôi giày bé gửi không đúng mẫu á. Con bé khóc quá trời, ôi chết rồi chị ạ. Chị Hoa 10 giờ nhầm mẫu gì ạ? Hôm nay Trang xinh thế, em cảm ơn chị Lê Phương Vi nhá. Ba lô dạ có đâu, em một tí em lên ba lô cho mọi người ạ. Em cảm ơn chị Tuyết Thắm ạ. Hello mọi người, em chào chị Hà Hiền Hòa nhá. Em chào chị gái Đỗ Hà, thank you mọi người. Hôm nay bánh bèo một tí mọi người, tại vì đồ hôm nay sẽ lên đồ gọi là đồ để có cho các chị yêu là dịp ngày lễ ngày Tết này thì chị em mình đi chơi này, đi về quê thăm bạn bè hoặc là về quê thăm bố mẹ này, rồi là mình đi chơi đi du lịch các kiểu cho em nhá mọi người. Mọi người cho em xin mỗi chị một lút chia sẻ live stream với nào. Mọi người cho em xin mỗi chị một lút chia sẻ live stream. Em chào chị Nguyễn Hồng Hạnh ạ. Em cảm ơn chị Trang Hân nhá. Chị Trang Hân ơi, hôm nọ 10 lọ chị gửi em thì hình như cũng sắp hết rồi chị ạ. Hello mọi người vào live rồi mọi người chia sẻ live stream hộ em với nhá. Hai lần về Trang cá nhân, ba lần Trang hỗ trợ nhóm, lát nữa em tặng mũ này luôn. Lát em tặng mũ cho các chị, mũ này không cần là phải đi biển đâu. Các chị độ đi chơi bình thường nó vẫn đẹp mà. Các chị độ đi chơi bình thường, các chị độ ở nhà nó vẫn đẹp mà. Eo nhiều lắm các chị ạ. Nhiều mẫu mũ lắm, hôm nay em ôm được khoảng mấy trăm cái. Ôi thế à chị. Em ơi em ôm được khoảng mấy trăm cái mũ ạ, gửi lại em đổi lại cho nhá. Gửi lại em đổi lại cho, em ôm được khoảng mấy trăm cái mũ và nó rất là nhiều mẫu. Mọi người vào like rồi mọi người chia sẻ livestream một em đi đã. Vào like rồi chia sẻ livestream một em ạ. Em cảm ơn chị Bibi Út ạ. Em cảm ơn chị Vũ Phượng ạ. Ôi giời ơi mọi người cứ khen là lại thích lắm luôn ạ. Hello chị Khang Trương nhá. Mọi người ơi mọi người vào like rồi mọi người nhấn hộ em xin hai lần chia sẻ trang cá nhân, ba lần chia sẻ trang hội chợ nhóm ạ. Eo ơi hôm nay hàng về cực kỳ nhiều. Hôm nay hàng nhà em Trang là về cực kỳ nhiều để phục vụ các bác luôn ạ. Nhìn đâu biết gái hai con đâu, em cảm ơn chị. Hôm nay nhà có việc không nghe được dạ. Ok chị gái thiệp cưới Dương Đức ạ. Mọi người ơi hôm nay các chị tranh thủ chốt nhá. Chị gái Tuyết Thắm ơi các chị chốt tranh thủ những cái mã này này. Đây là những cái mã mũ như này các chị mua bên ngoài cực kỳ đắt. Em đã tham khảo giá rồi xong em mới nhập về bán nhé mọi người. Em đã tham khảo giá rồi em mới nhập về bán nhé các chị nhá. Mọi người bên ngoài mũ xinh thế ạ. Em cảm ơn chị, bộ em mà có bán chị ơi, có bán, tí nữa em sẽ bán hết. Tất tần tật từ đầu, à có mỗi đôi giày là không còn hàng thôi ạ. Được chưa, bây giờ em tặng mũ cho các chị này. Chia sẻ livestream lên 200 chị gái này, em bắt đầu tặng mũ không đồng nhá. Mọi người chia sẻ livestream lên hộ em với hai lần về trang cá nhân, ba lần lên hội chợ nhóm cho em ạ. Nhiều mẫu mũ cực kỳ luôn để em sẽ chốt tặng các chị luôn trên live này với mức giá này 48.000 một cái. Em nói rõ luôn 48.000 đồng một cái mũ như này.
Được chưa? 48.000 đồng một cái mũ như này ạ. Các chị lên đúng mã hàng cho em mã này luôn này. Eo ơi, mã lên đơn cho luôn là mũ đẹp, cách số điện thoại. Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Không đẹp, không lấy tiền các chị yêu. Được chưa? Không đẹp, không lấy tiền các chị yêu nha. Lên đơn của em luôn là mã mũ đẹp và kèm số điện thoại cho em này. Giá sale tại live các chị 48.000 đồng. Các chị mình mua tặng bạn, tặng bè cho em ạ. Tặng chị em, bạn gái cho em con này cực kỳ xịn. Em nói luôn ạ, mẫu này cực kỳ xịn cho em nhá. Mẫu này cực kỳ xịn nộ em luôn ạ. Được chưa? Lên đơn, em chào chị Nguyễn Mai, em chào chị Mai Hồng ạ. Hello chị Tập Súng Khác ạ. Các chị cố gắng cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream nha mọi người. Mọi người lên đơn cho em mã này luôn là mũ đẹp, cách số điện thoại. Cái mã này em cũng chưa hề up ảnh xỉ nhá mọi người. Bởi vì các chị biết sao không? Những cái lô mà em ôm được thanh lý như này, chị nào đang bán mũ ở đây cho em xin một cái giá này. Cái này hiện tại giá các chị nhập vào là bao nhiêu tiền? Hiện tại giá các chị nhập vào là bao nhiêu tiền và giá các chị đang bán ra là bao nhiêu tiền ạ? Không bao giờ có dưới 100.000 nha mọi người nhá. Đây cái mũ này nó có cái vành để gập vào này, rất là tiện luôn. Ngày mai các chị em mình sẽ được chọn mẫu mũ. Được chưa? Mọi người lấy lên đơn cho em luôn là mũ đẹp một cái, hai cái, ba cái cho em. Giá 48.000 cặp hồng, đợi đợi em một tí ạ. Đơn chiều nay chưa gọi điện chốt đơn đâu ạ. Chị Trương Mỹ Linh em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Trang em chốt đơn ạ, chị Thủy Lê em chốt đơn của mũ đẹp ạ. Các chị lên đúng mã hàng của em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Bảo Ngọc Trần ạ, đợi lát nữa em kiểm tra đơn ạ. À, ngày mai em kiểm tra đơn hàng cho mình. Nha, lên đơn của em luôn là mũ đẹp, cách số điện thoại cho em. Cho em cái mấy cái gối cổ vào đây chưa? Eo ơi, gối cổ còn màu ghi nữa mà. Em chỉ cầm mẫu vào đây thôi mọi người nhá. Đây ạ, chị nào thích vành nhỏ hơn thì ngày mai lấy vành nhỏ hơn một tí xíu này. Được chưa? Còn chị nào thích lấy vành to như em độ thì các chị cứ lên đơn là mũ đẹp. Ngày mai các chị yêu mình lấy cho em ạ. Chị nào lấy, ôi đẹp lắm, các chị mua 2-3 cái đi ạ. Chị Thúy Anh có đơn của mũ đẹp ạ. Hello, em cảm ơn chị Minh Lợi nhá. Mọi người lên đơn cho em mã là mũ đẹp kèm số điện thoại. Em chào chị Nguyễn Thơ ạ, chị Thanh Phạm Thị em chụp đơn ạ. Chị em chào chị Phạm Thị Xuất ạ. Ngày mai chị em mình chọn mẫu mũ sau. Được không ạ? Ngày mai chị em mình lấy mũ này. Đây của em sẽ là mũ vành to này. Mũ vành to có hai hoa này. Cái này là có viền gấp nhá, cái này là gọi là có viền gấp này. Mũ đẹp vành to có hai hoa, mũ đẹp có viền gấp cho em. Mẫu này của em sẽ là mũ đẹp này, của em sẽ là mũ vành, của nó sẽ là vành nhỏ hơn một xíu này. Eo ơi, xinh dã man luôn mọi người ơi. Đẹp dã man luôn, chốt của em luôn là mũ đẹp, cách số điện thoại nhấn chia sẻ livestream lên hộ em với á. Em tặng các chị trên live mức giá của nó về là còn 48.000 đồng, rẻ hơn một cái mũ vải các chị đang mua ngoài chợ. Ok chưa? Rẻ hơn một cái mũ vải các chị đang mua ngoài chợ ạ. Chị Nhàn Nguyễn có ạ, chị Sầm Phượng có ạ, chị Thanh Xuân Trịnh có ạ. Các chị ơi, chị Thủy Lê có, chị Hoàng Nguyễn lên đơn là mũ đẹp cho em. Chị ơi đợi em một tí ạ. Các chị ơi em bảo này. Cái này mình đội được đi chơi. Cái này mình đội được ở nhà, mình đội ra vườn, mình đội đi chợ đi, chiếc eo ơi nó xịn như này. Chốt được em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Em có hai màu, màu sữa màu nâu thôi. Nó chỉ có hai màu, màu sữa màu nâu thôi các chị yêu này. Em đã bảo em bán cho các chị rẻ hơn một cái mũ vải ngoài chợ rồi ạ. Được chưa? Mình lên hộ em mã là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em, mũ đẹp kèm số lượng và kèm số điện thoại. Lấy 2-3 cái tùy mình nhá. Chị Bảo Linh có, chị Thủy Ly có rồi ạ, chị Hoàng Nguyễn có. Quần bò bé trai 2 cái á. Ok chị. Mã hộ em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Giá sale tại live các chị yêu là 48.000 đồng một cái. Đấy, sale tại live các chị là 48, nó có hai màu, màu sữa màu lâu nhá mọi người. Màu sữa và màu lâu cho em ạ. Đấy, chị yêu lấy mũ đẹp. Mình chốt đơn hộ em mã hàng mũ đẹp cách số điện thoại. Em bao giá toàn thị trường cho các chị em mình luôn với giá 48.000 đồng như thế này. Mũ rồi, ok chị Thủy Lê, ok chị Ngọc Bích Nguyễn, ok chị Văn Đồng Đinh em chốt đơn ạ. Mũ đẹp cộng số điện thoại, bộ em mà có bán. Chị yêu nào lấy mũ đẹp chốt em luôn là mũ đẹp cách số điện thoại cho em. Chân váy này là chân váy nhung em bán từ trong Tết rồi nhá. Eo ơi, hôm vừa rồi em vẫn còn xả là 49.000 đồng đấy. Nhưng mà chân váy nhung thì em không còn. Được chưa ạ? Còn cái áo em mặc thì có hàng. Đây, mọi người chốt mũ đẹp, đây là vành to này. Chị nào lấy vành to thì lấy, mà chị nào lấy vành nhỏ thì lấy nhá. Lên hộ em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Còn cái mã này gọi là cái mẫu gì được nhỉ? Đây là vành to em đang đội này, cái vừa rồi là vành nhỏ nhá. Mọi người chốt hộ em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Mũ đẹp kèm số điện thoại cho em, cái gối cổ màu ghi nữa nào. Mũ đẹp kèm số điện thoại cho em với ạ. Em sale tại live các chị yêu là 48.000 đồng một cái. 48.000 đồng một cái mũ đẹp. Dạ ok chị Lại Đào em chốt đơn ạ. Lên hộ em mã mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị gái luôn, chị Thắm Trần em chốt đơn này. Bây giờ lên cho các chị mẫu mũ này nữa này. Mũ này gọi là mũ gì được nhỉ? Mũ này gọi là mũ gì được các chị? Mũ vành to, mẫu này gọi là mũ gì được? Mũ này gọi là mũ có lơ không có hoa nhá. Cái mẫu này chị nào lấy mẫu này không lấy hoa thì comment là mũ lơ không có hoa. Ngày mai chốt đơn báo nhân viên hộ em là được nhá. Ngày mai chốt đơn báo nhân viên hộ em là được nhá mọi người. Đấy, xinh quá mọi người ơi. Mọi người chốt hộ em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. 48.000 đồng một cái. 48.000 đồng một cái, nếu cứ có màu sữa màu lâu như này. Cái mẫu không có hoa này nó có cả màu tím than này. Được chưa? Chị yêu lấy mũ đẹp comment mũ đẹp cho em ạ. Em đóng được xỉ có. Em ôm được hàng thanh lý thì có một bao thôi, được 300 cái thôi nhá mọi người.
Mọi người chốt giúp em là mã mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Giá sale tại Like các chị là 48.000. Chị Nhật Quốc có, chị Thiệp Cưới, Dương Đức có, chị Bảo Linh có ạ. Dạ ok chị gái. Mình nhận được quần bé rồi, đẹp lắm ạ. Dạ ok chị. Ok chị gái chị. Thank you mọi người. Ok chị gái luôn ạ. Mũ đẹp cho chị tủ nhựa có ạ. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Ngày mai chị yêu nào mình lấy màu nào thì mình lấy, mình lấy mẫu nào thì mình lấy. Riêng nhà em là cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ tính cho các chị luôn. Được chưa? Lựa chọn màu các chị thích chứ không phải là bán rẻ xong không cho các chị lựa chọn màu đâu. Bán rẻ nhưng mà cho các chị lựa chọn màu. Được chưa? Lựa chọn màu, lựa chọn mẫu mọi người thích. Đây là mẫu mũ nhỏ và có hai hoa vành này. Đây là vành nhỏ có hoa nhá mọi người, vành nhỏ có hoa và vành to có hoa. Và một cái nữa của em là mũ nhỏ. À mũ gì nhỉ? Mũ của nó là có lơ nha mọi người. Mọi người chốt mã lao cho em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Trời ơi xinh dã man luôn mọi người ạ, xinh dã man. Chốt là em mã hàng mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Em nhận được đồ rồi, đẹp lắm à. Thế à chị, ok chị Quỳnh Hoa nhé, gửi lại em đổi hàng cho mình. Lên đơn của em mã mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Giá sale tại Like cho mọi người là còn 48.000 đồng một cái, có 300 cái thôi, hàng xịn lắm. Eo hàng như này em bảo rồi ạ. Hôm nay vừa bạn nó vừa bảo là rủ đi chơi đấy mà bảo là thôi không đi. Nó đang bảo lên kế hoạch để đi chơi mà. Nhưng mà mũ đẹp như này chắc là phải đi chơi rồi. Mũ như này thì chắc là phải đi chơi rồi. Các chị ạ, xinh dã man luôn. Cái này không cần là mình phải đội đi chơi đâu. Mình đội đi chợ đi làm thoải mái mà. Đấy, mình đội đi chợ đi làm thoải mái cho em được chưa? Lên đơn em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em nhé. Mũ đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ok, chị Lê Diễm ở page bên này em chụp đơn này. Các chị chia sẻ livestream lên cho em với nhé. Chia sẻ livestream lên hộ em. Mã hộ em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại. Ui trời ơi, nóng thế. Ok mọi người. Ơi, các chị ơi em bảo này. Cái này ấy, các chị cho em cái đệm cổ lên vào đây ạ. Mũ đẹp cho em nhá mọi người. Mọi người chỉ cần lên mã mũ đẹp cộng số điện thoại thôi, ngày mai nhà em sẽ gọi điện. Các chị thích lấy mẫu nào thì lấy, được chưa? Các chị thích lấy mẫu nào thì lấy. Em bảo này, em về được có gần này thùng nữa thôi. Các chị ạ, chưa một năm nào mà em đóng cái đồ mà nó lại cứ về theo cái kiểu nhỏ giọt bực mình như thế này luôn mọi người. Đây mọi người lên đơn cho mẫu này luôn ạ. Bây giờ hôm nay đứa bạn em nhá, nó bán nguyên hàng order. Tắc biên một tháng nay chơi rồi các chị. Tắc biên là một tháng nay chơi rồi. Gọi là mình cứ ngoi ngóp có hàng như này là cực kỳ may mắn. Các chị nhá, mình ngoi ngóp có được hàng để phục vụ các chị yêu là cực kỳ may mắn rồi, mà lại còn toàn hàng đẹp. Toàn hàng đẹp giá rẻ luôn. Bây giờ các chị lên đơn cho em luôn ạ. Chị Thỏ con giống có mũ đẹp ok ạ. Z chữ H em không còn hàng đâu ạ. Cái này các chị lên đơn cho em này. Eo ơi, ba hộp như này thì không biết em chia kiểu gì cho mọi người luôn. Cho em cái ghế kia đây, ba hộp như này thì em đã bảo rồi em không biết em chia kiểu gì cho các bác luôn đây này. Cho em thêm tầm khoảng ba cái bịch giấy vệ sinh, bỏ giúp hai bịch đây. Đỡ cao. Cái này mọi người lên đơn cho luôn là bút đầu tẩy à. Về được đúng 3 thùng màu xanh. Về được đúng 3 thùng màu xanh. Các chị lên đơn là bút đầu tẩy kèm số điện thoại hộ em. Chưa một năm nào em bán, em đóng mà nó lại cứ đóng 3 thùng với 2 thùng như này bao giờ hết các chị. Mọi người lên đúng mã hàng này cho em luôn là bút đầu tẩy kèm số điện thoại cho em ạ. Em có màu xanh, hình như mực đen em còn vài hộp ạ. Mực đen em còn vài hộp các chị ơi, mực đen em còn vài hộp này. Chị nào lấy bút đầu tẩy lên hộ em luôn là bút đầu tẩy kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá em sale tại Like cho các bác luôn, giá của nó về là còn 35.000 đồng một hộp. 35.000 đồng một hộp ạ. Ok chị Mai Hoa em chốt đơn của mũ đẹp ạ. Chị Diệp Hoàng em chốt đơn của mũ đẹp ạ. Dạ áo em mặc có hàng mình ơi, mình đợi em một tí nhá. Mình đợi em một tí á. Mình lên đơn cho em mẫu này luôn ạ. Mình lên đơn cho em mẫu này luôn là gì nhỉ? Bút đầu tẩy cách số điện thoại cho em. Cũng được, để đấy để bày rồi. Bút đầu tẩy cách số điện thoại cho em với ạ. Hết rồi á, giấy vệ sinh nhà mình đã hết rồi á. Mã của em là bút đầu tẩy cộng số điện thoại cho em này. Em không có mực tím đâu chị ơi. Em chỉ có mực xanh như sao này. Đây. Mực xanh, ui các chị ơi, viết của nó này, bút viết của nó này, mực siêu trơn luôn nha mọi người. Siêu trơn, không xước giấy, không bong giấy á. Comment cho em luôn là bút đầu tẩy cộng số điện thoại cho em ạ. Một hộp như thế này của em là 12 cây. Một hộp như này của em là 12 cây. Và mức giá em sale tại Like cho các chị gái luôn. Bỏ hẳn ra đi. Bỏ hẳn ra đi xong rồi chồng lên đi. Mã này mọi người lên đơn của em luôn là bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá sale cho các chị yêu với mức giá là 34.000 đồng một bút đầu tẩy. Chị nào lấy bút đầu tẩy ok, chị gái Trần Thu Hương có đơn mũ đẹp ạ. Chị Mỹ Hằng có đơn bút đầu tẩy ạ. Chị Hứa Tâm có đơn mũ đẹp ok chị ạ. Cặp em bà, cặp đợi em một tí chị Nhà Nguyễn. Mọi người lên đơn của em luôn là xịn chưa? Bút đầu tẩy này các chị mua bình thường ở bên ngoài thị trường nhá. Nó phải dao động từ 8 đến 10.000 một cái. 8 đến 10.000 một cái. Mã lên đơn của em luôn là mũ đẹp và mã lên đơn của em luôn là gì nhỉ? Bút đầu tẩy cách số điện thoại cho em ạ. 34.000 đồng của em là một hộp. Nha eo ơi, không em đã bảo rồi ạ, nó ít dã man luôn, nó số lượng nó ít dã man luôn ạ. Cặp em đợi em một tí em bán bây giờ các chị nhá. Cặp đợi em một tí á. Mọi người lên đơn của em luôn là bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em ạ. Chia sẻ bài của em chưa? Em bán các chị gái giá 34.000 đồng một hộp.
Ok chị, tủ nhựa em chốt đơn ạ. Mến tủ nhựa em chốt đơn của mực đen ạ. Cái này em hiện tại mực đen nó còn có 2-3 hộp thôi. Mực đen nó còn có 2-3 hộp thôi, còn lại nó là mực xanh nha mọi người. Còn lại đa số hôm nay em về là mực xanh. Mực, ô đây là mực xanh hết à? Ô thế mực đen hết à? Thế sao đâu, Dung bảo là hết mực đen đúng không? Bút đầu tẩy cho chị Ngọc Trí Dung ạ, bút đầu tẩy cho chị ạ. Tủ mến tủ nhựa ok chị ạ. Em chào chị Bảo Linh, em chào chị Hồ Đào ạ. Lên hộ em luôn là bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người. Bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá sale trên live các chị yêu là 34.000 đồng một hộp ạ. Đây mực đen đây. Mực đen đây cả nhà ơi, bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em. Giá em sale tại live các chị là 34.000 đồng ạ. Một hộp của em là 12 cây. Một hộp của em là 12 cây nha mọi người. Doraemon á chị. Còn chị ạ, chị Mỹ Hương Bùi em chúc đôn ạ, chị Mai Hoa. Chị Mai Hoa em chúc đôn ạ, chị Ngọc Chị Dũng em chúc đôn ạ, chị Lại Đào em chúc đôn ạ. Lên hộ em luôn là bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi, ở trong chị là được viết mực tím mà ngoài em lại chỉ viết mực đen mực xanh thôi. Ngoài em lại chỉ viết mực đen mực xanh thôi. Lên hộ em luôn là bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em nhé. Bút đầu tẩy. Bút này là một bút có ngòi này, một bút này là có đầu, nó có bút đầu tẩy ấy các chị. Lên hộ em, nói chung cái này không phải giới thiệu nhiều đúng không ạ? Chị Vũ Thị Vân em chốt đơn ạ, chị Lưu Nguyễn em chốt đơn ạ. Bút đầu tẩy em chốt cho chị Huệ Ma, em chốt chị Lương Vĩ ạ. Mã hộ em là bút đầu tẩy và kèm số điện thoại cho em, mức giá sale trên live các chị gái được chốt là 34.000 đồng một hộp. 34.000 đồng một hộp. Dạ ok chị Hương Nguyễn chốt đơn ạ, chị Lê Giang chốt đơn ạ. Bút đầu tẩy cộng số điện thoại cho em. 34.000 đồng một hộp. Siêu rẻ luôn ạ. Cái này mọi người lên đơn. Cái này mọi người lên đơn cho em luôn là gấu bông này, kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào tối hôm qua mình chưa chốt được, nay mình chốt lốt cho em nhé. Nay mình chốt lốt cho em ạ. Toàn bộ hàng gấu bông như này các chị mua ngoài rẻ nhất 8-90.000 một chú. 8-90.000 một chú là bé nhất nha gói cho em. Còn đây bây giờ em sale đồng giá các chị là 49.000 đồng, mã là gấu bông. Ngày mai chị nào lấy gối cổ thì lấy nhá. Gối cổ em sẽ có hai màu, màu lâu màu ghi như này. Gấu bông thì em sẽ có đâu, hình con mèo này. Đây là hình con mèo này các chị này, hình con mèo này. Hình này của em là hình con gấu Petty này, hình con gấu Petty. Mình mua về quê làm quà tặng cho các bé này các chị này, 49.000 đồng một chú như này. 49.000 đồng chốt em luôn là gấu bông cộng số điện thoại cho em ạ. Mẫu này của em là mẫu này của em là khủng long này. Rồi hôm nay em phải hỏi con em mới biết đấy. Khổ dã man luôn các chị. Mã cho em luôn là gấu bông kèm số điện thoại cho em này. Gấu bông kèm số điện thoại, ngày mai chị yêu nào mình lấy con gì thì mình lấy nhá. Mình lấy con gì thì mình lấy ạ. Toàn bộ hàng gấu bông của em là gấu bông hàng lông cùn nên nó sẽ không có bụi đâu nha mọi người. Để chạy các chị lên đơn cho em mã này luôn là mã gấu bông cộng số điện thoại cho em ạ. Ok chị Lê Nghĩa em chốt đơn, chị Lê Diễm em chốt đơn, chị Vũ Phượng em chốt đơn ạ. Chị Ngọc Liên em chốt đơn ạ. Bút đầu tẩy không có mực tím đâu chị ơi. Bút đầu tẩy em không có mực tím nhá mọi người, chị Đinh Huế có ạ. Cái này mọi người lên đơn của em luôn là gấu bông và kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào lấy con gì ngày mai đọc cho nhân viên của em nhá. Lấy, đây là Petty màu cam này, Petty màu này. Đây màu gì đây cả chả biết các chị, màu hồng, màu tím này. Hồng tím này, gấu Petty. Đó chị ạ, chốt em mã luôn là gấu bông cộng số điện thoại cho em với ạ, 49.000 đồng một con. Mà con này của em là con khủng long ạ. Cái này của em là gối cổ ạ. Mọi người lên đơn là gấu bông cộng số điện thoại cho em với ạ. Con này của em là con mèo này. Xinh quá cả nhà ơi, chốt em luôn là gấu bông cộng số điện thoại cho em ạ. Gấu bông ạ. Ok chị Hứa Tâm em chốt đơn, chị Nguyễn Phượng em chốt đơn ạ, chị Nguyệt Ellie em chốt đơn ạ. Bút đầu tẩy chị mang The Room lên số điện thoại cho em ạ. Chị mang The Room lên số điện thoại cho em ạ. Chị Ngọc Bích Nguyễn em chốt đơn, chị Khải Anh Nguyễn em chốt đơn ạ. Dạ ok chị Lưu Nguyễn em chốt đơn ạ. Dép trẻ con em còn hàng chị ơi. Mã lên đâu nào em luôn. Em chào chị Ngân Nguyễn nhá. Quần bé gái ở đằng sau đợi em một tí ạ. Gấu bông ơi, chị Trịnh Trang em chốt đơn ạ. Mọi người lên hộ em mã hàng. Gấu bông cộng số điện thoại cho em ạ. Yêu lắm mọi người ơi, thật sự các chị ạ. Mình mua bên ngoài các chị mua rẻ nhất cái con bé tí thôi đã, các chị mua đã tầm 98-90.000 một con rồi. Hàng lông cùn siêu nhẹ nha các chị nhá. Lên em luôn là gấu bông kèm số điện thoại cho em ạ. Ok chị Văn Đồng Đinh em chốt đơn ạ, chị Linh Ca em chốt đơn ạ. Dạ ok chị Trang Trần em chốt đơn ạ. Các chị ơi em bán 49.000 đồng giá hết. Chị nào lấy con nào thì lấy. Đó chứ, chị nào lấy con nào thì lấy, nhà em là đồng giá cho mọi người. Lưu ý hộ em mà nhà em trang là đồng giá cho mọi người. Bộ mặc ạ. Bộ mặc mát lắm. Ôi ôi bộ này đẹp. À bộ mặc nhà mát lắm ạ. Rẻ quá chị ơi, em cảm ơn chị yêu. Mọi người lên đơn cho em. Bây giờ chốt cái gì đi đơn xong trừ nhá. Gối cổ chị Phương Đỗ có, gấu bông chị Bảo Linh ok chị ạ. Mã hộ em là gối gấu bông cộng số điện thoại. Giá sale trên live tất cả các chị yêu mình là 4 à giá sale trên live tất cả các chị là 49.000 đồng một cái. 49.000 đồng một cái. Mã hàng gấu bông cộng số điện thoại cho em 49.000. Chia sẻ lại về trang cá nhân đi nào. Cái bình nước nhỏ nhà mình hết à. Em ơi cái áo mưa bộ áo mưa bé đi. Xả cho các chị đi nào. Lên hộ em tại vì nó đang tầm mùa mưa. Còn giày em còn giày chị nhá. Chị Bảo Linh có gấu bông rồi ạ. Chị Phương Đỗ có rồi ạ. Mọi người lên đơn ạ. Chị Vi Vân ok em chúc đơn ạ. Bút đầu tẩy kèm số điện thoại cho em. Bút chì nhà mình còn ít nào. Còn mấy lớp mà cho em một mẫu đây thôi. Bây giờ cái mẫu này hôm nay các chị chốt nốt nha. 50 cái mã hàng comment cho em luôn. Hôm nay các chị chia sẻ livestream cho em nào.
chia sẻ livestream để lát em tặng quà nhá, lát em tặng mũ nha chị An Vi Quách, em chúc đơn ạ. Các chị ơi chia sẻ livestream để lát em tặng mũ, chia sẻ rồi ở lại live với em. Với lại em bảo mọi người nhá, mọi người tham gia nhóm khách hàng thân yêu của em để em được tri ân mọi người trên đấy nhá. Dép quay hậu người lớn thì em không chắc đã còn hàng đâu chị ạ. Cái dép hôm trước em bán 64.000 đúng không? Hàng đấy chắc không còn hàng đâu chị ơi. Bây giờ các chị lên cho em mã này luôn, mã lên đơn cho em luôn à. Hôm nay biết đặt là mã gì được, hôm nay nó VIP như thế này. V đặt được chưa anh? Các chị lên đơn cho em luôn là V1, tức là VIP 1. Các bác ơi, 39.000 đồng. Dạ em có thấy chị Bảo Linh chị ơi, nhiều khi nó bị, nhiều khi em không đọc được hết comment đâu. Bây giờ một page đang là 200 chị, một page đang là 43 chị. Thì chị nào mà mình 46 chị nào mà chưa, chị nào mà ví dụ như em đọc sót ấy, thì mọi người thông cảm cho em nhé. Cứ lên mã cộng số điện thoại cho em, máy tính sẽ tự động lên đơn giúp em nha các chị. Bây giờ mọi người lên cho em mã hàng tiếp theo. Mã này là mã mấy? V1. Chị nào nhận cái V1 rồi cho em xin một cái feedback ạ. Áo này của em là áo dáng cờ laptop cho bé nhá. Size dành cho các con từ 30 cân đến size 45 cân. Và giá các chị được chốt là 39.000 đồng. Em thề với mọi người luôn, hôm trước em ngồi chốt đơn cái mã này em sung sướng á. Bởi vì khi mà các chị đặt hàng ấy, các chị chỉ comment mỗi là V1 thôi. Nhưng mà khi mà em chốt thì các chị toàn chốt là đủ màu, ít nhất là 3 cái, 4 cái. Được chưa ạ, dáng cờ laptop cho bé ạ. Dáng phông này của nó là không xù lông, nhẹ cực kỳ. Mã cho em là V1 kèm số điện thoại. Hôm nay kỷ niệm các chị luôn, 39.000 đồng. Các chị chọn màu nhá mọi người, chọn màu cho em. Còn áo bé trai không? Dạ em còn, đợi em một xíu ạ. Các chị chia sẻ livestream hộ em. Eo ơi em bảo này các chị này, hôm nay hàng nó cực đẹp. Mẫu mới nhá mọi người nhá, nó không phải mẫu trước đâu. Nên là mỗi lần nó về một mẫu nhưng mà chất của nó y như vậy. Chất của nó y như vậy và dáng của nó cũng dáng kiểu laptop như thế. Mọi người lấy hai cái, mọi người lên hai cái, mọi người lấy ba cái, mọi người lên cho em ba cái. Các chị chia sẻ livestream lên cho em với ạ. Chia sẻ livestream rồi ở lại like nhá để tí em được tặng quà. Đến chưa, V1 cho em ạ, chọn màu cho em này. Ok, chị Nguyễn Thao của V1, chị Vân Trần của V1, em chúc đơn ạ. V1 kèm số điện thoại cho em ạ, chọn màu thoải mái cho em này. Màu đen, màu da này, màu hồng này. Màu đen, màu da, màu hồng, màu trắng, màu cam. Màu trắng, màu cam. Màu xanh, màu vàng. Nói chung là đầy đủ màu cho các chị luôn. Được chưa, đầy đủ màu cho mọi người. Mọi người comment của em luôn là V1 ạ. Dạ ok chị Thơ, lô V1 10 cả em chúc đơn ạ. Mã cho em luôn, bán hàng tốt không tình yêu ơi. V1 cho em một hộp nguyên vào đây đi. V1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Size đến 40 cân nha mọi người. Size đến 45 cân. Áo này của bên em là cam kết mọi người mặc siêu nhẹ này. Siêu nhẹ, hàng này của em là thoải mái không xù lông nhá. V1 cộng số điện thoại của em. Giá sale tại live các chị yêu, giá về lục của nó là còn 39.000 đồng một cái. 39.000 đồng một cái, em chốt đủ màu luôn. Chốt mã V1, ngày mai chị em mình lấy màu sau. Đấy chứ, V1 lấy mấy cái vào đấy cho em. Chị Trương Mỹ Linh có, chị Diệp Hoàng có, V1 ok chị. V1 kèm số điện thoại. Em chào chị Lưu Nguyễn, em chào chị Ngô Thị Yến. Mã hàng của em Trang là V1 nha cả nhà ơi. Chọn màu, chọn màu thoải mái cho em. Được chưa ạ, xinh như này giá 39.000 đồng. Mà cái hàng nhỡ sai này không phải lúc nào em còn cần là nó cũng có đâu nhá. Dạ ok chị Ngân Nguyễn, mã cho em luôn là V1 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Trương, chị Nguyễn Mỹ Linh ok, chị gái ạ, chị Hường Lê ok, V1 em chúc đơn ạ. V1 là VIP 1 đấy. Hôm nay em đặt mã VIP 1 kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Hoài Thương, em chốt đơn của V1 ạ. Chị yêu lấy V1 chốt em luôn là V1 và kèm số điện thoại. Giá sale trên live các chị là 39.000 đồng, chọn màu thoải mái cho em ạ. Đó cho chị Thuyệt Cưới Dương Đức có ạ. V1 cho em này, màu cam này. Xinh quá cả nhà ơi, màu cam cho em, màu trắng, màu vàng, màu da. V1 cộng số điện thoại cho em. Lên hộ em luôn là V1. Các chị ơi kèm số điện thoại của em, chọn màu này. Chọn màu thoải mái cho em nhé, chọn màu thoải mái cho em. V1 kèm số điện thoại. Trắng, cam, da, hồng, đen, xanh. Trắng, cam, da, hồng, đen, xanh của V1. Size từ 30 cân. Hàng này của em nó là hàng của size nhỡ các chị ạ. 30 cân đến size 45 cân. Chốt của em luôn là V1 cộng số điện thoại cho em màu tím nữa này. Chờ V1 cộng số điện thoại cho em với. Em sale các chị 39.000 đồng. Em chưa có kịp bọc vào đâu nhá. V1 cho em ạ, màu vàng ok chị Nhài Vũ, em chúc đơn ạ. Chị Hương Nguyễn chúc đơn của hai cái ạ. Chị Lê Nghi em chúc đơn của V1 màu hồng ok bác ạ. Mã cho em Trang là V1 kèm số điện thoại cho em này. Rồi ok chị Vân Trần em chúc đơn của V1 ạ. Chị Đoàn Chi thì em chúc đơn của V1 ạ. Mã V1 em đọc lại màu rồi qua mã nhá. V1 cho em màu xanh này. Rồi chị V1 cho em màu da này. V1 cho em ạ, đủ màu nhưng không chọn hình. Nha mọi người, V1 cho em màu trắng này. V1 cho em màu cam này. Các chị lên đơn là V1 lấy mấy cái thì lấy ạ. Đó chợ V1 của em có màu vàng nữa này. Chị nào lấy V1 chốt em luôn là V1 cộng số điện thoại cho em. V1 của em có màu hồng đủ màu ạ. Chị Lại Đào có V1, chị Dung Phạm có V1, chị Hằng Nguyễn có V1 ạ. Chị Mai Nguyễn có V1, chị Trương Thị Mỹ Linh có V1 ạ. Mã cho em luôn là V1 cộng màu cho em ạ. Dáng laptop mặc siêu đẹp luôn. Màu này là màu xanh. Chợ V1 màu đen nữa này. Chị yêu nào lấy V1 chốt mã hàng V1 kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng một cái. 39.000 đồng một cái của V1.
chốt giúp em là V1 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Hằng Nguyễn, ok, có đơn V1. Eo ơi, V1 nó đẹp như này ạ. Dạ ok, chị Trần Minh Châu, em chốt đơn của V1. Chị Nhung Nhung, em chốt đơn của V1 ạ. Chốt hộ em luôn là V1 kèm số điện thoại cho em ạ. 39.000 đồng. Ok, chị Hoàng Thảo có đơn V1, coi jean đằng sau, jean đằng sau có 39.000 đồng thôi. Jean đằng sau có 39.000 ạ. Chị Trần Minh Châu có đơn ạ. Chị Anh Nguyễn có ạ. Chị Vân Thu có ạ. V1 cộng số điện thoại cho em. Áo này ngày hôm nay các chị này, em bán tặng nhá mọi người, 95.000 một cái. Áo tiểu thư này các chị bình thường các chị mua nhá. Bình em mua để em mặc thôi. Thật sự em nhập cái, em lấy cái mã này chỉ vì em thích thôi. Em thích để em mặc một cái ạ, mùa hè. Các chị ạ, mình mùa hè mình điệu đà, thỉnh thoảng mình đi đâu chơi đấy, mình mặc cái mẫu này, các chị mặc quần short, quần gì nó cũng hợp cho em. Được chưa, chốt rồi em, mã hàng V2, em bán 95.000 đồng một cái. Chị nào lấy V2, em có 10 cái thôi nhá, không có nhiều đâu. V2 cộng số điện thoại cho em 95.000 đồng một cái. Chị yêu lấy V2 lên đơn, V2 cộng số điện thoại cho em. V2 cộng số điện thoại cho em quần sóc bèo đi. Chia sẻ livestream hộ em với ạ. Chị Trương Hằng có đơn V1, chị Thanh Thảo có đơn V1 ạ. Ok, chị Mai Nguyễn chốt lại cho em ạ. Chị Vân Thu có đơn V1 rồi ạ. Chị Hà Thu em chốt đơn của V1 ạ. Quần áo trẻ con đi Trang ơi đây ạ. V1 kèm số điện thoại. V2 chị Trương Mỹ Linh, ok chị. V2 kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị ơi, dưới 55 cân các chị yêu mình mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân các chị yêu mình mặc đẹp, từ 40 cân đến tầm 55 cân. Lên cho em mã này luôn. Hôm nay Huệ nó lấy một cái đấy. Đẹp nhỉ. V1 kèm số điện thoại cho em. Mã của em là V1 nha mọi, à V2, V2 giá là 95.000 đồng. Chị Huyền Vũ có V2, à V1, ok chị. Cái này mọi người lên đơn cho em mã này luôn là bút chì. Bút chì của em còn mấy lốc nữa thôi là hết hàng. Chị yêu lấy bút chì, chốt bút chì cộng số điện thoại cho em ạ. Bút chì toàn bộ bút chì 2B, bút chì của hàng công ty Thiên Long nha mọi người. Bút chì này là bút chì có đầu tẩy. Các chị em mình đang nhập xỉ với mức giá từ 26 đến 30.000 một hộp. 26 đến 30.000 một hộp. Một hộp của em là 10 cây. Và em bán trên live giá lẻ cho các chị là 19.000 đồng một hộp 10 cây. Chị nào không biết, chị yêu áo tiểu thư đi. Cái áo này gọi áo tiểu thư nhá. Các chị V1 cho chị giọt đắng, ok em chốt đơn ạ. Mọi người lên đơn cho em chốt đơn cho các chị mã này 19.000 đồng. Mã hộ em Trang là bút chì và kèm số điện thoại cho em. Mã hộ em là bút chì và kèm số điện thoại của em ạ. Bút chì cộng số điện thoại cho em. Quần bò chun đằng gấu đằng sau đi em á. Ok chị. Đợi em một tí, quần bò nhà em có nhiều lắm. Thật, hàng bé nhà em có nhiều. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là bút chì và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ bút chì Thiên Long, bút chì 2B, bút chì có đầu tẩy đi kèm, giá là 19.000 đồng một hộp. Chốt hộ em luôn là bút chì cộng số điện thoại. Hôm nay các chị nào, chị nào vào muộn nhá, nhớ nhá, chốt mũ cho em nhá. Thật sự. Hả? Áo gì? Áo đang mặc là 95.000. Chị yêu là vào muộn nhớ chốt cái mũ này cho em. Thật sự luôn ạ, hàng quá đỉnh cao luôn. Em rất là muốn mọi người chốt mã này để mọi người đem mặc, liệu đội đi đâu đó các chị cũng nhớ em. Chia sẻ livestream nhá, đợi lát em tặng mũ nhá, em bảo em tặng cái gì là em sẽ tặng cái đó, được chưa? Chị yêu nào chốt bút chì lên, bút chì cho em với ạ. Áo áo chống nắng dáng ngắn còn không á, hình như còn ạ. Chân váy em mặc thì chân váy em mặc thật sự luôn là em bán từ Tết rồi vì nó là chân váy nhung các chị ạ. V1 màu xanh, màu vàng, màu trắng, ok chị Bùi Tiến em chốt đơn ạ. Lấy 3 cái còn mình 3 cái, tránh trường hợp ngày mai nhà em không gọi điện chốt đơn. Được chưa? Bút chì cho chị Nguyễn Thanh có, V1 3 cái, chị Vân Anh có, chị Nguyễn Thanh có ạ. V1 chị Trương Hằng có, bút chì chị Nguyễn Mến ok ạ. Bút chì 19.000 đồng kèm số điện thoại cho em ạ. Mũ của em có 48.000 đồng thôi, mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Xem quần bé trai ok chị Hải bé ạ. Đợi em một tí, chị Mỹ Hương Bùi em chốt đơn, chị Hương Nguyễn em chốt đơn, chị Hằng Nguyễn em chốt đơn ạ. Bút chì và kèm số điện thoại. Đố các tình yêu nhập được khơi thôi nhá. Đố các chị làm được cái giá đấy luôn, 19.000 đồng bút chì hàng Thiên Long nha mọi người. Hàng bút chì 2B có đầu tẩy giá 19.000 đồng. Chị nào đang bán đồ, đang gọi là như kiểu mình đang buôn cái đồ dùng học tập thì các chị biết cái giá này bình thường các chị nhập vào bao nhiêu tiền. Bút chì 2B các chị nhập vào bao nhiêu tiền? Mà em làm được cho các chị với mức giá là 19.000 đồng một hộp 10 cây. Mũ bán không ạ? Mũ đang rồi ôi, mũ đây cho một chồng để bán đây các chị. Ôi giời ơi, một chồng mũ của em đây là một chồng mũ để bán nè. Đó, mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Trời ơi. Các chị ơi, các chị mua cái mũ này bên ngoài rẻ nhất nó phải có 90.000 đến 110.000. Rẻ nhất 190.000 đến 110, các chị mua một cái mũ vải thôi. Nó dao động từ 50.000 đến 70.000 rồi, một cái mũ vải nhá. Mà đây của nó là dạng mũ kiểu mũ này đẹp lắm, nói chung là không biết, em cũng không biết là gọi kiểu gì. Đây ạ, chị nào lấy mũ đẹp chốt hộ em luôn là mũ đẹp, đây là mũ đẹp vành nhỏ nhá. Mũ đẹp vành nhỏ cho em ạ. Còn mũ em đang treo kia là vành to. Mũ em đang treo đây là vành to này. Chị nào lấy mũ đẹp lên đơn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Nó chỉ có hai màu duy nhất là màu sữa với cả màu màu trắng với cả màu sữa thôi, màu lâu. Bút chì chị Phương Đỗ rồi, ok chị gái luôn ạ. Ok chị Thái Hợp em chốt đơn ạ. Chốt mã mũ đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. Giá 49.000 đồng, 48.000 đồng một cái. Có 300 cái thôi cũng chả có nhiều đâu. 48.000 đồng một cái mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. 48.000 đồng một cái mũ đẹp kèm số điện thoại cho em đâu nhỉ? Mũ trời ơi, mũ đẹp kèm số điện thoại cho em 48.000. 48.000 đồng một cái nha mọi người, 48.000 đồng một cái mũ đẹp. Rồi bây giờ mọi người lên đơn cho em ạ.
À, em Trang hôm nay xinh quá, em cảm ơn chị Thơm Hoàng. Cái này mọi người lên tiếp cho em áo này, nhớ nhá, áo em mặc là V2, giá là 95.000. Bây giờ các chị lên đơn cho em ạ, V1 5 cái, chị Ngoan Thương có ạ, mũ là 48.000 nha chị Nhi Hương. Cho em xin một cái điện thoại, em đọc cái page bên kia đi nào. Dạ bút chì, chị Trần Hai có, chị Vân Anh có bút chì một hộp, ok em chúc đơn ạ. Má này cả nhà lên tiếp hộ em má này luôn này. Hộp bút này, hộp bút máy tính. Được chưa, em bán tặng các chị lốt. Mã này mọi người lên đơn cho em 43.000 đồng một hộp bút máy tính. Hôm trước em sale được cho các chị là 39.000 đồng đúng không? Bây giờ thì chịu rồi các chị ạ. Bây giờ là chịu rồi, 43.000 là lời các chị được 2.000 đồng thôi. Chốt rồi em mã là hộp bút máy, hộp bút và kèm số điện thoại cho em. Hộp bút này các chị mua ngoài 90 đến 100 mốt nha. Dép ok chị, mũ đẹp vành to, chị bằng lăng tím em chốt đơn ạ. Mũ đẹp kèm số điện thoại cho em 39.000 à 48.000. Cái này mọi người lên đơn cho em mã là hộp bút và kèm số điện thoại cho em 43.000 đồng một hộp bút. 43.000 đồng một cái hộp bút. Chốt em luôn là hộp bút và kèm số điện thoại của em nhá. Hàng không thể về được nữa đâu các chị ạ. Hàng không thể về được, về bởi vì bây giờ mà về không có cái giá này bán ra được nữa thì về làm sao nổi các chị ơi. Đấy ạ, các chị cứ cân nhắc thoải mái cho em nhá. Nói chung những cái này thì em chẳng cần phải báo giá bởi vì là bình thường các chị đi mua cho con suốt rồi. Một cái hộp bộ hộp bút máy tính như này ạ. Hộp bút này có máy tính đi kèm, cái pin này có thể thay được này. Giờ chờ chốt em luôn là hộp bút và kèm số điện thoại cho em ạ. Sale tại Live các chị là 43.000 sửa giá hộp bút nhá, ngày mai báo nhân viên. Mã hàng hộp bút cộng số điện thoại cho em ạ. Hộp bút là ok chị Ngọc Bích Nguyễn em chốt đơn, chị Thu Hai em chốt đơn, chị Bằng Lăng Tím em chốt đơn ạ. Linh Ca, chị Linh Ca có đơn mũ đẹp ok chị ạ. Mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Mã này mọi người lên đơn em luôn là hộp bút ạ. Chị Hoàng Thảo có đơn hộp bút ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thanh Xuân em chốt đơn ạ. Mã lên đơn cho em luôn là hộp bút và kèm số điện thoại cho em này. 43.000 đồng. Thôi 42.000 đồng đi anh ơi. Sửa giá 42 đi. Không cần gọi là không cần à, lấy của các chị 1.000 đồng bù vào tiền cước để đi kèm vào đơn hàng. Bình thường mã này em bán rẻ nó quen rồi các chị ạ. Bây giờ nó lên giá thì thôi nha, lốt chuyến này là em ngưng nha mọi người nha, lốt chuyến này là em ngưng. Nên là chị nào có nhu cầu về hộp bút các chị chốt đi. Mà hàng năm nay các chị cứ xác định luôn là càng gần đến đầu năm học càng đắt. Càng gần đến đầu năm học càng đắt nhá. Mọi người lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã lên đơn của em luôn là mã hộp bút kèm số điện thoại cho em. Chị Maria Huệ đợi tí nữa em chốt lại cho nhá. Lên đơn của em luôn là hộp bút và kèm số điện thoại cho em ạ. 42.000 đồng một hộp. 42.000 đồng một hộp ạ. Lên giày á, giày của bé, giày của chị em mình ạ. Hộp bút kèm số điện thoại cho em 42.000, em chắc còn vài thùng nữa thôi. Ngưng nha mọi người. Rồi vì mã này lên cao rồi là em sẽ ngưng. Nhập vào cao rồi là em sẽ ngưng bởi bán giá rẻ quá rồi, nó quen rồi. Đây ạ, bây giờ chị nào hôm trước chốt sót chốt lại em với ạ. Em sale còn 39.000 đồng, mã này mọi người lên đơn là V3. V3 cộng số điện thoại hộp bút cho chị Nhàn Nguyễn có ạ. Hộp bút này đúng rồi. Hộp bút kèm số điện thoại cho em với ạ. Cái này mọi người lên vào đấy cho em mã này luôn là V3 phải không cả nhà? Chị đặt hộp bút 2 lần từ đầu mà không gửi á, toàn quên á. Chị đọc chứ. Đấy là do chị nên chốt với nhân viên chứ nhà em lúc nào chả có hàng. Lốt lần này là thôi bởi vì giá nó lên rồi. Lốt lần này là thôi bởi vì giá nó lên rồi thì thôi em không bán nữa thôi. Cái này mọi người lên cho em mã này luôn, mã mấy nhỉ? V3 cho em ạ. 8 cân ạ, cho đến size 14 cân ạ. Em xả các chị 39.000 đồng. Quần bò này, tất cả quần bò nó là chất bò chéo, không mùi hôi nha mọi người, không mùi hôi, không hôi, không phai màu, dáng ngố, túi hộp dáng ngố rất đẹp luôn. Các chị nhận hàng, các chị sẽ không nghĩ được là mình mua được với mức giá là 39.000 đồng một quần này đâu. Được chưa, mình lên hộ em mã hàng là V3. V3 kèm màu, kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng, 8-14 cân. Chị Hà Vấn có, chị Đỗ Thùy có ạ. Dép bé em còn hàng ạ. Xem quần dài đằng sau, ok chị. Chị yêu nào lấy cái mã này mọi người lên đúng mã hàng hộ em Trang là V3 nha mọi người. V3 và kèm số điện thoại cho em ạ, 39.000 đồng. Ngày mai nhớ chú ý điện thoại cho em nhá. V3 và kèm số điện thoại 39.000 đồng một túi, 39.000 đồng một quần. Chị yêu lấy V3, chốt V3 cộng số điện thoại của em. Rồi bây giờ các chị ơi, cái áo này hôm nay các chị phải chốt này. Hôm nay các chị, cái mã này là các chị phải chốt cho chồng. Cực kỳ đẹp luôn, mai em sẽ up ảnh cho cả nhà. Được chưa, V3 cho em ạ, V3 nha chị Thắm Trần. V3 cho, V3 không còn đâu nha chị Bằng Lăng Tím. Ba lô, à đây ba lô đằng sau, like luôn ba lô đằng sau. Like luôn ba lô đằng sau. Cái này em còn khoảng 20 cái, à đâu, 10... còn khoảng bao nhiêu cái nhỉ? Hôm qua là 60 cái. Ờ em còn tầm khoảng 20 cái, hơn 20 cái. Là tức là hàng thì không hết, nhưng mà cái giá mà sale như này là hết rồi. Chỉ nhập được đợt đầu hàng thanh lý thôi, còn về đợt sau có thể một số chi tiết nó khác. Nhưng mà giá của nó sẽ không có dưới 199 nhá cả nhà. Còn ngày hôm nay các chị vẫn đang được chốt với mức giá là 150.000. Mã lên đâu là cặp chống gù. Riêng hàng chống gù thì ưu điểm của nó sẽ là siêu nhẹ, chống bẹp, chống bẹp, chống gãy. V3 rồi, ok chị Trần Nga em chốt đơn. Mã lên đơn thắt lưng ơi, chị Bằng Lăng Tím có. V3 chị Hồng Duyên có, chị Hoàng Hạnh có. Áo mưa bé dạ ok chị Hoàng Lam. Mọi người lên đơn, úi thôi bỏ mẹ rồi. Chốt cho em mã này luôn ạ. Cặp
chống gù và kèm số điện thoại cho em ạ. Chống gù này của nó là em không cần phải đặt cái gì vào trong, toàn bộ nó tự động lên son như này các chị nhá. Chống bẹp cho em này, chống bẹp, chống gãy, hàng này của bên em là hàng siêu nhẹ, chống gù lưng cho con, được chưa? Mã hàng cho em luôn là cặp chống gù và kèm số điện thoại cho em. Em có màu hồng dành cho bé gái và em có màu tím dành cho bé trai, màu tím than. Em bán cho các chị là 150.000 một cặp, 150.000 một cặp, em còn khoảng 20 cặp nha mọi người. Ok chưa? V3 cho chị Thắm Trần rồi ạ. Mọi người chốt mã cộng số điện thoại vào đấy cho em ạ. Lên đơn của em luôn là cặp chống gù ạ. Chị Dương Thùy Linh lên số điện thoại cho em ạ. Lên cho em mã này luôn ạ. V3 chị Đoàn Hạnh ok, V3 chị Hồng Duyên ok ạ. Mã này mọi người lên đơn là cặp chống gù cho chị Nhung Trương một cặp. Chị yêu lấy cặp chống gù mình lên đơn giúp em nha mọi người. 150.000 đồng một cặp. Lên hộ em luôn là cặp chống gù. Chị Sao Lan Hồ hai hộp bút ok chị. Cặp chống gù và kèm số điện thoại cho em ạ. 150.000. 150. Ba lô du lịch giờ này thì không còn hàng. Em phục vụ các chị gọi là phục vụ đủ từ ba lô du lịch, từ váy vóc cặp sách bây giờ đến mũ, à váy vóc cặp sách túi tiết để cho các chị đi du lịch là hết luôn. Và gì ạ? Kiểu như là bây giờ là chốt đến mũ đó là hết đấy ạ. Cặp chống gù cho chị Thanh Mai một cặp ạ. Cặp chống gù cho em cộng số điện thoại. Bán đồng hồ bé em không có hàng đâu. Đồng hồ bé em không có hàng. Đây này, hôm nay em bảo các chị này, cái này là các chị phải chốt cho chồng ấy. V3 là cái quần đằng sau xả 39.000 ấy. Cái này là các chị em mình phải chốt cho chồng bởi vì em bán xả cho các chị cái giá này gọi là rẻ ngất ngưởng luôn. Mã cho em luôn là V4. Ngố bé trai 22 cân có, đúng rồi. 22 cân nhiều chứ. Cái mã này của em, toàn bộ hàng áo này của em là áo sắt lách nha mọi người. Hàng này của bên em nó là hàng công ty, bình thường em rất hay bán của cái hàng công ty này này. Đấy ạ, chuẩn size số cho em 50 cân đến size 80 cân. 50 cân đến size 80 cân mọi người ơi, mọi người nhìn thấy không? Áo sát lách thông hơi, hàng gọi là mê ly luôn. Cặp chống gù cho chị Hằng Nguyễn, cho chị Nhàn Nguyễn có, cho chị Mai Võ có ạ. Cặp chống gù kèm số điện thoại cho em ạ. Cặp chống gù cho chị Hương Đặng có ạ. Chốt hộ em là cặp chống gù và kèm số điện thoại. Em sale là 150 nhé mọi người, sale là 150.000. Bây giờ các chị lên cho em mã này luôn ạ. Chị Luân Minh có đơn cặp chống gù ạ. Cặp chống gù cho chị Lê Xuyến có ạ. Các chị lên đúng mã hàng này trong luôn là V4 cho em. Các chị ơi, cái quả áo này ạ, thật sự các chị ơi, nó chất lượng ạ. Phải gọi cái áo này nó là chất lượng ạ. Em bán 55.000 đồng một cái. Mã cho em luôn là V4 cộng màu nhá. Chị Thu Phi, em chốt đơn của cặp chống gù, em chốt đơn ạ. Lên của em luôn là cặp chống gù và kèm số điện thoại. Chị Thu Phi chiều nay chốt hai gối cổ đấy. Chị lên lại của em luôn là gối cổ đi, hai gối cổ đi, giá là 49.000 đồng một cái. Các chị lên mã hàng này cho em luôn là V mấy đây nhỉ? V4 cho em ạ. Đủ size từ 50 cân đến size 80 cân nhá. Em không còn nhiều đâu, còn vài chiếc nữa thôi. Hàng nó sót ở đây còn vài cái, em sale luôn 55.000. Còn thiếu màu gì không ta? Mã cho em luôn là V4 ạ. Ơ màu đen đâu nhỉ? V4 cộng màu cho em. V4 và cộng màu cho em rồi ạ. Đâu cái áo ba lỗ này đâu? V4 cộng màu cho em với nào. V4 cộng màu cho em ạ. Được chưa? Hai cặp mà gù màu xanh cho chị Thanh Thúy ok, em chốt đơn ạ. Mã lên đâu em luôn là V4 này cả nhà ơi. V4 cho em 55.000 đồng một cái. Chị yêu lấy V4 chốt V4 ạ. Chị Trương Mỹ Linh có V4 ok ạ. V4 từ size 50 cân trở lên đến size 80 cân ạ. Các chị em mình chọn màu nhá. V4 của em có màu đen, màu ghi này, màu xanh và màu thanh than. Có 4 màu như này. Được chưa? 55.000 đồng một cái của V4 ạ. Và ok, chị Ngân Nguyễn một cặp chống gù ạ. Lên của em mã này luôn là V4 cộng màu. Giá sale trên like các chị yêu, giá của nó về là còn, giá sale trên like các chị yêu của nó về là còn 55.000 đồng, size đủ size đến 80 cân. Chốt cho em mã này luôn là V4 nhá. Lấy 2-3 cái đi. Con áo này mặc vừa nhẹ này, thoáng này, mát cực kỳ luôn ạ. Toàn bộ của nó là hàng công ty, nên là may rất là đẹp, may đẹp này, form chuẩn này. Được chưa? Chất thông hơi. Mã cho em là V4 cộng màu. Ok, chị Nguyễn Kha V4 em chốt đơn, chị Thắm Hoàng em chốt đơn của cặp chống gù. Mình lên đơn hộ em mã hàng này là V4 nhá các chị em mình nhá. Đủ size đến tận 80 cân. Đủ size đến tận 80 cân cho em ạ. Áo khoác là mẫu nào chị nhỉ? Áo khoác chống nắng à? Dạ ok, chị Mỹ Hưng Bùi em chốt đơn của V4 ạ. Mình lên đơn rồi em luôn là V4 nhá. Chọn màu cho em, giá trên like nha các chị là, giá chốt trên like các chị yêu mình là còn 55.000 đồng một áo. Ngày mai nhớ chú điện thoại cho em. Mũ bán thế nào? Mũ của em là 48.000. Chị nào lấy mũ lên mũ. Cái xem là cái hộp nước ở đây còn không anh? Nước ở đây còn tí nào không? Túi nước, nước bé. Các chị ơi lên đơn cho mẫu này luôn này. Cái mẫu này các chị cũng lên chốt đi này. Mẫu này các chị yêu mình cũng lên chốt đi này. Mã này mọi người lên đơn cho em mã luôn là V5. À đâu, mã lên đơn là bình giữ nhiệt kèm số điện thoại cho em. V4 cho Bảo Linh, V4 cho chị Trương Thị Yến, V4 cho chị Phùng Hòa, V4 chị Ngọc Trí Dung. Nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng trước khi toán cho em V4 cộng số điện thoại. Em sale các chị yêu là giá là còn 55.000. Chị Thiệp Cưới Anh Đức có V4 ạ. Chốt em luôn là V4 cộng số điện thoại cho em. Áo alo bé trai à, còn hàng đấy chị ạ. Lên cho mẫu này tiếp này. Mã này mọi người lên hộ em luôn là bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại cho em. Giá sale trên line các chị là 49.000 đồng một bình. Sale trên line các chị là 49.000 đồng một bình giữ nhiệt.
Cái này kể cả các chị bỏ đá vào nhá, mọi người nhá, mọi người bỏ đá vào đây nó cũng rất là lâu tan. Bỏ đá vào đây cho em nó cũng rất là lâu tan. Được chưa, chị yêu lấy cái mã này mọi người comment của em mã này luôn là bình giữ nhiệt. Kèm số điện thoại cho em này. Đấy, bình giữ nhiệt kèm số điện thoại cho em. Mình đựng nước đi làm, mình đựng nước lên phòng. Rất là đẹp như này luôn, 49.000 đồng một bình. Chốt của em luôn là bình giữ nhiệt. Kèm số điện thoại cho em 49.000 đồng một bình nhá. Em có màu cam, màu xanh, màu cốm này. Cam, xanh, cốm cho em ạ, màu hồng, màu lâu. Nói chung là đầy đủ phun màu cho các bác luôn. Đầy đủ phun màu cho mọi người. Mọi người chốt mã của em luôn là bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại cho em với ạ. Bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại. Chị Long My, Ngọc Hân em chốt đơn của V4 ạ. Chị Giang Phạm chốt đơn của V3, V4 ok chị ạ. Rồi V4 nó chị Hương Đặng có ạ. Lên mũ á, chị mũ em like rồi đấy ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là mã gì nhỉ? À, bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại cho em. Giá sale trên like các chị là 49.000 đồng một bình. 49.000 đồng một bình giữ nhiệt. Chị nào lấy bình giữ nhiệt chốt bình giữ nhiệt cộng số điện thoại của em. Chốt của em luôn là bình giữ nhiệt và cộng số điện thoại 49.000 đồng một bình nha mọi người. 49.000 đồng một bình giữ nhiệt. Chị yêu nào lấy bình giữ nhiệt chốt em luôn là bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại cho em. Áo đang mặc là 95.000 đồng mã V2. Đúng rồi chị ạ. Đẹp lắm chị yêu ơi, hàng này là chống vỡ chống va đập. Chốt em luôn là bình giữ nhiệt cộng số điện thoại. Áo mưa bé cầm ở đây chưa? Đây ạ, cái quần này các chị lên luôn là V5 cho em ạ. Chất giấy nhá mọi người. Em sót có 3G nữa thôi. Được chưa? Quần này của bên em là đủ size cho bé từ 18 cân, 17, 18 cân 6 tuổi cho đến 28 cân. Mọi người comment cho em mã này là V5. Chất bò này của em là chất bò giấy. Bò giấy thì ưu điểm rất nhiều luôn. Ưu điểm của nó sẽ là không mùi hôi. Thứ hai là rất là mềm. Nha các chị nha, các con mặc thoải mái. Đúng như cái quần cốt tông mà form nó đứng form rất là đẹp. Chốt mã này cho em xin mã của nó là V5. Được chưa? Mũ của em là 48. Chốt mã mũ đẹp nha. Bình giữ nhiệt cho chị là Uy Diệp Phùng em chốt đơn, chị Ngọc Chi em chốt đơn ạ, chị Thắm Hồng em chốt đơn ạ. Cái này mọi người lên đơn cho em cặp bé trai ok chị Hương Phùng ạ. Mã này hộ em mã hàng là V5 nha cả nhà. Cái này hộ em mã hàng là V5. Được chưa ạ? V5 kèm số điện thoại cho em. V5 kèm số điện thoại cho em với em sale tại live các chị yêu với mức giá của nó về là còn 75.000 đồng. Thú bông của em là còn, chị lên mã là gấu bông cộng số điện thoại cho em ạ. Được chưa, mọi người lên đơn cho mã này luôn là V5 cho em. V5 em chốt tại live cho các chị với mức giá của nó về là 75.000 đồng. Lên lại mũ đi à, các chị chia sẻ live stream hộ em với á. Chị Nguyễn Mai em chốt đơn của V5 ạ, chị Mai Võ em chốt đơn ạ. À, còn áo choàng còn nha chị ơi. Lên lại mũ à mọi người ơi, chốt mũ chưa, mọi người muốn lên lại mũ không ạ? Mà chị chấm chấm cho em đi để em tặng quà nào. Chấm đi để em tặng mũ không đồng nào. Ok chưa, V1 cho chị Diệp Phùng có ạ, V5 đây mà chị Nhàn Nguyễn có, V5 không đẹp cho các bác trả hàng về. Toàn bộ cái chất bò này của em nó là chất bò giấy ạ. Đố nhà nào làm được cái giá 75.000 mà size nhỡ như này cho em. Size đến tầm 27-28 cân đổ lại nhá. Chị nào chốt mã này lên đâu đúng mã hàng là V5 cộng số điện thoại. V5 không có size 40 cân chị ơi. V5 cộng số điện thoại cho em ạ. Giá sale tại live cho các chị yêu mình, giá của nó về là còn 40, về là còn 75.000 đồng. 75.000 đồng ạ. Mũ cho em nha, chị yêu nào lấy mũ thì chốt lại cho em luôn là mũ này. Chị nào lấy mũ đẹp chốt em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em. Mũ đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. Giá sale tại live các bác luôn. Ngày mai các chị chọn màu lâu với màu sữa nha mọi người. Nó chỉ có lâu với sữa thôi. Được chưa, chị nào lấy mũ lên đơn của em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em với ạ. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Tại live này các chị được chốt là 48.000 đồng. Đây của em là mũ vành to có hoa này. Đây của em là mũ vành to có hoa này các chị này. Đấy em sẽ có cứ màu sữa, màu lâu nhạt nhạt như này, màu lâu đậm thế này. Được chưa, chị yêu nào lấy mũ đẹp thì comment chúc em là mũ đẹp. Các chị nhìn cho em ạ, cái sản phẩm này mọi người mua ở bên ngoài là bao nhiêu tiền? Và các chị chốt ở đây được với mức giá là 40 mấy đây? 48.000 đồng. 48.000 đồng ạ. Các chị đội đi chơi đi làm, các chị đội ra vườn đi chợ, các chị để một cái mũ ở cơ quan, nhiều khi các chị chạy đi chạy lại phòng nọ phòng kia ấy, tại vì là mùa hè nó rất là nắng. Lên của em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em, mũ đẹp cộng số điện thoại. Không biết là mọi người như thế nào chứ ngày xưa mà em còn làm thống kê ở nhà máy đường ấy, đi từ phòng lọ sang phòng kia photo thôi. Các chị ạ, nắng lắm luôn mọi người, lúc nào cũng phải có cái ô hoặc có cái mũ. Lúc nào cũng phải có cái ô hoặc có cái mũ. Mọi người lên của em mã là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Đây ạ, vành nhỏ của nó đây ạ. Đây là vành nhỏ ạ. Chốt là em like lại một lần này nữa thôi nha mọi người. Đây của nó sẽ là vành nhỏ này các chị này. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Giá sale trên like các chị là 48.000 đồng. 48.000 đồng một cái mũ đẹp. Chị nào lấy mũ chốt mũ cho em nhá. Chị nào chốt mũ lấy mũ cho em. Lấy mũ đẹp, lấy 2-3 cái, mình lấy 2-3 cái cho em ạ. Gấu bông dạ ok, chị Vũ em chốt đơn ạ. Chị Vũ Linh chị em chốt đơn của gấu bông ạ. Chốt em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Mẫu này của em là mũ đẹp vành to có lơ này. Cái này là không có hoa nha mọi người, nó sẽ là có lơ như này. Đấy, cái này của nó sẽ là không có hoa mà nó sẽ có lơ như này. Chị yêu nào lấy mũ lên mũ cho em.
Nói chung là tiện lắm, không phải tự dưng em lấy hàng này về đâu ạ. Em thấy nó quá tiện luôn. Mình đội ở nhà, mình đội đi chợ, đi chơi, mình đội đi hạ đeo đi để chỗ làm, mình để cơ quan một cái, mình lên đơn cho em mã là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Mai Nguyễn, em chốt đơn của mũ đẹp ạ. Chị Bích Liên Nguyễn, em chốt đơn của mũ đẹp ạ. Chốt cho em là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Giá sale tại live cho mọi người là 48.000 đồng một cái. 48.000 đồng một cái mũ đẹp. Nha, chốt em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em 48.000. 48.000 đồng một cái mũ nha mọi người. 48.000 đồng một cái mũ đẹp. À, lên lại áo mưa đây chị ơi, áo mưa đây, bình giữ nhiệt cho chị Huyền Nguyễn có. Lên đơn của em luôn là bộ áo mưa bé. Áo mưa bé này size như nào đây anh ơi? Ơ có size bé mà anh. Lên hết một size đi nào. Mũ đẹp cho chị Trúc Huyền, ok chị. Chốt em luôn là mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Mũ đẹp và cộng số điện thoại của em. Giá sale trên live các chị là 48.000. 48.000 đồng một cái mũ nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người lên tiếp cho em mã này luôn. Là mã tiếp theo là bộ áo mưa bé kèm cộng số điện thoại cho em. Bình giữ nhiệt ok chị gái luôn ạ. Mũ đẹp dạ ok chị gái Nguyễn Mai, em chốt đơn ạ. Lên dép bé dạ có hàng ạ. Ok chị Phạm Loan có mũ đẹp ạ. Rồi ok chị Trịnh Trang có mũ đẹp ạ. Lấy 2-3 cái đi, size đến 4-5 cân. Mẫu này của em là size đây, size bé nhất đây ạ. Mẫu này của em là size đến 45 cân. Lên của em luôn là bộ áo mưa bé cộng số điện thoại cho em. Eo ơi các chị ơi, tội gì mình mua cái áo mưa mặc một lần vứt đi. Mặc một lần vứt đi, các chị mua rẻ nhất nó phải có tầm 40.000 đến 50.000 một bộ đúng không? Xỏ vào nhiều cái là chưa xỏ nó đã rách rồi. Nhiều cái là các chị xỏ vào cho con là dài làm sao, các con dơ mạnh lách một cái thôi là rách rồi. Hoặc là các con gì ạ, dơ kiểu như là chui đầu vào mạnh một cái thôi là rách đứt mất rồi. Lên đơn cho má này luôn là bộ áo mưa này là siêu dẻo, siêu dai nha mọi người. Năm nào em cũng bán ạ, số lượng cực kỳ lớn luôn. Chốt rồi em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em. Bộ áo mưa bé cộng số điện thoại, anh ghi riêng một cái mã của hàng gia dụng đây nhá. Bộ áo mưa bé cộng số điện thoại cho em, không chọn màu nha mọi người. Không chọn màu. Em xả cho các chị các bé luôn với mức giá của nó luôn là về còn bao nhiêu tiền. Bộ áo mưa bé, mẫu này thì bé trai với gái đều mặc được. Để chợ các chị nghe giá lại giật mình đây, 45.000. 45.000 đồng đấy, bán cho các chị đúng bằng một cái bộ áo mưa mặc một lần vứt đi. Chợ hàng này nó dẻo, nó dai cực kỳ luôn ạ. Nó dẻo, nó dai cực kỳ luôn ạ. Lên đơn của em luôn là bộ áo mưa bé. Mà riêng hàng bé là các chị phải mặc như này, không mặc choàng nhé. Mặc như này để các con đi lại, trèo lên xe, lên xiếc, các chị ngồi đằng sau, đằng xiếc nó dễ. Nó không bị vướng, nó không bị vấp, nó không bị ngã con. Được chưa? Chị yêu lấy cái mã này lên đơn của em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em ạ. Vừa dẻo vừa dai. Size từ tầm 23 cân nha mọi người. Đây ạ, size từ tầm 23 cân. Đây size bé nhất chưa? Ôi này, thằng An mặc được rồi. 22 cân. Size từ tầm 22 cân cho bé đến tầm 45 cân. 45 cân luôn nha mọi người. Mọi người chốt cho em luôn là bộ áo mưa bé. Lấy 2 bộ, con bần 2 bộ cho em ạ. Dạ ok chị Bích Liên Nguyễn, em chốt đơn ạ. Rồi ok chị Nga Phùng, em chốt đơn của bộ áo mưa bé ạ. Mũ nhà em thì nó đa số chỉ có màu sữa, màu lâu nhạt và lâu đậm thôi chị nhá. Mũ bộ áo mưa bé cho em ạ. Lấy 2 bộ, con bần 2 bộ, lấy 3 bộ, con bần 3 bộ cho em. Được chưa? Giá sale trên live các chị là 45.000 đồng cả bộ luôn. 45.000 đồng cả bộ luôn, hàng cực kỳ dai, cực kỳ dẻo luôn. Để chờ chốt em luôn là bộ áo mưa bé và cộng số điện thoại, xin phép bác luôn là hôm nay em không mặc nhá. Bộ áo mưa bé chị Ngân Phùng có, chị Trịnh Trịnh Khuy có, bộ áo mưa bé chị Ngọc Bích Nguyễn có. Lên của em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Trúc Huyền, em chúc đôi ạ. Có size. Mẫu này của em là có size 45.000 đồng ạ. Bộ áo mưa bé chị Hợi Hoàng ok ạ, chị Hoàng Lan ok chị ạ. Bộ áo mưa bé của nhà em là đầy đủ size, giá là 45.000 đồng. Con này hàng mặc dẻo, mặc dai. Mặc cái này thật sự luôn, em bán một bộ áo mưa không chắc các chị mặc được hai, mặc cái ít nhất phải mặc tầm 25 ấy nhỉ. Đấy ạ, các chị mua năm ngoái chắc chưa chắc năm nay các chị đã phải mua đâu, chỉ trừ khi bé rách hoặc mất thôi. À bé như kiểu cọ vào đâu thôi, chứ còn để mà nói tự dưng thì nó mà cái này nó dẻo lắm, nó dẻo nó dai lắm mọi người. Mọi người chốt em luôn là bộ áo mưa bé nhá, kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ áo mưa bé ạ. Dạ ok chị gái Trương Trương Văn Mỹ em chốt đơn ạ, chị Tứ Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Liên Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Đậu Bích Phương em chốt đơn ạ. Bộ áo mưa bé cho chị Hồng Hạnh em chốt đơn ạ. Bộ áo mưa bé cho em quần bò ngố bé trai còn ạ. Bộ áo mưa bé chị Đậu Thị Phương có, chị Yến Hoàng có, chị Hoàng Luyến có, chị Phạm Hướng Dương em chốt đơn ạ. Bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại hộ em. 45.000 đồng một bộ, chốt bộ áo mưa bé cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Ngô Thị Tâm ok em chốt đơn ạ. Cái hàng này của em nó dẻo, nó dai lắm nhá. Không phải cái hàng cứng còng còng đâu, trong là nó cứng, nó khó mặc đâu nha mọi người. Nó mềm, nó dẻo và nó rất là dai. Chốt rồi em luôn là bộ áo mưa bé ạ. Chị Ngân Nguyễn 3 bộ ok chị ạ. Chị Liên Nguyễn có đơn 2 bộ ạ. Chị Phương Đỗ có đơn bộ áo mưa bé 2 bộ ok chị ạ. Lên đơn của em luôn ạ. Đấy, hàng nó dẻo, nó dai nha mọi người nhá, chứ không phải hàng cứng còng còng đâu. Chốt mã này cho em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá trên live là 45.000 đồng một bộ.
45.000 đồng một bộ áo mưa bé. Chốt cho em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em ạ. Mũ đẹp cộng áo mưa bé cho chị Đạt Lương lên số điện thoại cho em với ạ. Dạ ok chị Ngô Thị Tăng, ok chị Hà Vân em chốt đơn ạ, chị Ngọc Chi Dung em chốt đơn ạ, chị Mi Trà em chốt đơn ạ. Bộ áo mưa bé chị Hoài Vương cho chị Mỹ Lệ có ạ. Mã hộ em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại. Cái mũ hôm nay cực kỳ xịn. Thật mũ hôm nay cực kỳ xịn ạ. Ok chị Lộc Trần em chốt đơn của bộ áo mưa bé. Chốt hộ em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em với ạ. Giá sale trên line là 45.000 đồng. Dạ ok chị Minh Tô em chốt đơn của bộ áo mưa bé. Mã cho em luôn là bộ áo mưa bé và kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục cái quần bò này cực là cực đẹp. Đấy cho bộ áo mưa bé cho chị Jenny Phương có ạ. Lên cho em mẫu này luôn ạ. Các chị nhìn cho em cái form này. Quần bò nó phải như này này các chị này. Không mùi hôi nhá. Không mùi hôi, không phai màu. Chất bò mềm. Bò mềm co giãn nhiều, toàn bộ chất bò của nó là chất bò chéo. Các chị lên đúng mã hàng này cho em luôn là V mấy nào, đọc mã nào. Bộ à chị mua từ năm ngoái vẫn còn đấy. Ôi giời ơi, em đã bảo rồi ạ. Một bộ áo mưa này thì các chị chắc chắn một điều là một là các chị bé làm mất, hai nếu như mà các con móc vào những cái sắt hay móc vào những cái đinh thì chắc chắn là nó phải rách nha mọi người. Chứ còn nó dai thì nó rất là dai, nó dai ở nó dai thì cam kết các chị hàng đây này, nó dẻo và nó dai cực kỳ luôn. Nó dẻo và nó dai cực kỳ, nhưng mà ví dụ như các con cào vào đâu hay mắc vào sắt trước thì nó mới rách thôi. Hoặc là các con bị ngắn thì các chị mua thay thế cho con bộ mới thôi. Chứ còn nói thật với mọi người luôn là cái bộ áo mưa này chắc chắn một điều các chị em mình sẽ mặc cho bé tầm 25. Đấy, chỉ trừ hay là não cá vàng, chị em mình não cá vàng là chị em mình đánh mất thôi. Mình lên cho em mã này luôn là mã V bao nhiêu? Bộ áo mưa bé chị Nguyễn Thanh ok chị hả? Gấu của em là 49.000 ạ, chị nào lấy con nào thì lấy nhá, chị nào lấy mẫu nào lấy, gấu nào lấy, đồng giá 49.000. Mã này lên đơn của em luôn là V6. V6 cho em này. Chị yêu lấy V6, em có đủ size cho bé từ 25 cân. Đây ạ, đến size to nhất là size 50 cân ạ. Các chị lên cho em mã này là V6 ạ. V6 mà bây giờ em bán các chị này. Các chị đi nhập xỉ những cái giá nhá, size từ 20 cân trở lên nó khác với size từ 10 cân đến 18 cân nha mọi người. Mẫu này mọi người comment cho là V6, size từ 25 cân đến size 50 cân. Cái này em đầy đủ size và em chốt được cho các chị với mức giá của nó là 55.000 đồng một quần. 55.000 đồng một quần, 55.000 này nhưng các chị yên tâm luôn ạ. Cái chất lượng mà các chị nhận về nó hơn 55.000 rất rất nhiều nha mọi người. Đấy ạ, quần bò nó mềm ạ, co giãn nhiều ạ, không mùi hôi, không phai màu. Chốt hộ em ạ, toàn bộ chất bò chéo. Em nói đến bò chéo là các bác biết rồi đúng không ạ? Mã hộ em luôn ạ. Mã hộ em luôn là mã V6 ạ anh. Dạ ok chị gái, bà 6 em chốt đơn ạ. Xem ba lô đợi em một tí, bộ áo mưa bé chị Nhung Hoàng ạ. Còn bò giấy người lớn á chị. Bò giấy người lớn thì như em còn, đợi em một tí. Nhưng mà còn toàn size to thôi. Mã hàng này cả nhà lên đơn của em luôn là V6. Ok chưa? V6 và cộng số điện thoại cho em ạ. V6 và kèm số điện thoại của em ạ. Em sale tại live các chị luôn. Chị chuyên Lê Thị ơi lên cho em mà bút đầu tẩy 5 hộp màu xanh kèm số điện thoại đấy cho em. Ngày mai nhân viên nhà em chốt đơn không ạ? Chốt mỗi trên live này không có bill là ngày mai nó không có mã là không lên được đơn đâu ạ. Cái này lên đơn là V6 cho em 55.000 một quần. Chốt V6 cộng số điện thoại nhá. Eo ơi đẹp lắm. V6 này mà các chị mix với lại cái áo class top vừa nãy thì hết ý luôn. Thành một cây luôn, quá đẹp luôn này. Thấy chưa mọi người? Mã hàng của em luôn là V6 ạ. 55.000 đồng một quần. Đó, chị nào vừa nãy chốt cái áo class top thì bây giờ các chị chốt thêm cái này đi. Quá xịn luôn, V6 cho em ạ, 55.000 ạ. Được chưa, V6 ạ, ok chị Nghiêm Hương em chốt đơn của áo mưa bé ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn V6 cộng số điện thoại cho em ạ, em like rồi chị nhá. V6 cộng số điện thoại cho em. V6 chị Ngọc Vân Trần có, chị Tứ Nguyễn có, chị Bích Liên Nguyễn có đơn V6 ạ. Các chị lên đơn của em luôn là V6, em cảm ơn chị Hoàng Lan. Mã của em là V6 cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng một quần. 55.000 đồng một quần của V6. Chị yêu lấy V6, chốt V6. V6 này của em là V6 đủ size đấy mọi người. Đủ size từ 25 cân nha mọi người. Đủ size từ 25 cân cho đến size. Cho đến size cho bé. Đó là thế. Con gấu này xinh nhỉ. Gấu này xinh quá các chị ạ. Mọi người lên đơn là gấu bông hộ em nhá. Em ơi ngày xưa cái thời, nếu mà để cái thời chị em mình, bạn nào mà có một con gấu bông này gọi là nhà cực kỳ giàu đấy các chị nhỉ. Không biết chỗ mọi người như nào chứ quê em mà bạn nào mà có con gấu bông như này là cực kỳ giàu đấy các chị ạ. Là gọi là trẻ con hàng xóm buổi trưa bọn em là đến chơi ké mọi người. Đến chơi ké là tranh nhau chơi, tranh nhau may quần áo rồi ôm ấp bế bồng các kiểu luôn. Ok V6 chị Hoàng Trương, Hòa Trương em chốt đơn của 2 quần ạ. Bút đầu tẩy của em là 34.000 đồng một hộp ạ. Mũ đẹp, xại dạ ok chị Vũ Linh Chi em chốt đơn ạ. Em ơi xem lại ba lỗ nam á chị Hoàng Lê. Ba lỗ nam của nam vừa nãy em nai rồi ạ. Áo của laptop chị Trương Thị Hà lên là V1 phải không anh ơi? Áo của laptop là V1 đúng không ạ? Rồi ok chị Lê Xuyến em chốt đơn của V6 ạ, 55.000 đồng ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn là gấu bông của em nhá. Gấu bông em bán các chị là 49.000 đồng một bé, 49.000 đồng ạ. V6 cho em ạ. Chị Thắm Trần có đơn V6 ạ. Ba lô đợi em một tí ạ. Bút đầu tẩy ok chị Chuyên Lê Thị ạ. Bút đầu tẩy em còn mực xanh ạ.
ba lô chị Đỗ Viết Thi lên mã là ba lô chống gù cộng số điện thoại cho em ạ. Đơn tối qua nhà em gọi điện chốt đơn hết rồi các chị ơi. Chỉ trừ khi là mọi người không nghe điện thoại thôi. Trừ khi là mọi người không nghe điện thoại thôi. Đó, ngày mai thì nhà em lại có thêm một nhân viên nữa. Bởi vì là mấy ngày hôm nay là có một bạn, bạn ấy chửa, bạn ấy nghỉ, bạn nghén quá thì thôi em bảo nghỉ luôn. Thì là ngày mai sẽ có lại một bạn nhân khổ. Công nhận là cái nhà em làm sao mà cứ một tốp, cứ mỗi một tốp nhân viên đến là có một tốp nhân viên chửa. Là cứ có một tốp nhân viên đến là có một tốp nhân viên là có một bạn chửa. Kiểu gì cũng thế. Từ cái ngày em bán hàng, từ cái ngày em có nhân viên đến bây giờ ấy. Cái này mọi người lên đơn là chống gù về, chống gù cho em ạ. Ba lô chống gù và kèm số điện thoại cho em 150.000. 150 bây giờ em chuẩn bị tặng một cái mũ không đồng nha mọi người. Tặng một cái mũ không đồng để em kiểm tra lượt chia sẻ xem nào. V6 chị Vân Anh ơi chưa lên này, chị Hợi Hoàng có mũ đẹp ạ. Các chị ơi lên cho em mã này luôn là mã mấy nhỉ? Mã hàng này các chị comment cho em luôn, bút chữ A nhà mình có không? Từ em đợi em một tí á. Mã này mọi người lên hộ em luôn là mã ba lô chống gù và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ dòng này nó là dòng chống gù siêu nhẹ nhá, siêu nhẹ chống gãy form, chống bẹp form. Chống gãy form, chống bẹp form. Được chưa? Chốt của em mã này luôn là ba lô chống gù. Em có ba lô chống gù của màu hồng là dành cho bé gái và ba lô chống gù của màu ạ, màu tím ạ dành cho bé trai ạ. Mọi người lên đúng mã hàng là ba lô chống gù và kèm số điện thoại cho em ạ. 150.000 đồng ạ, 150.000 đồng một cái ạ. Ba lỗ lam xem lại ba lỗ lam được không? Dạ được, thoải mái luôn chị ơi, đợi em một tí nhá. Mã cho em luôn là ba lô chống gù và kèm số điện thoại cho em. Lên áo bé 30 cân em vừa like rồi chị ơi. Gấu bông ok chị Nguyễn Thanh ạ, chị là chị nào lấy gấu bông mà một cái hai cái các chị comment vào đấy luôn cho em. Bây giờ các chị ơi em tặng một cái mũ không đồng nhá. Em cứ tặng một chiếc mũ không đồng cho mọi người. Cái này các chị ơi mũ em đã bảo rồi ạ, mình đeo mình để cơ quan này. Mình để cơ quan mình để ở nhà. Mình để cơ quan mình để ở nhà mình đội đi đâu nó cũng tiện. Em tặng một cái mũ không đồng, quà nhỏ nhỏ nhưng mà thật sự luôn là em chưa bao giờ tặng ảo các chị nhá. Mọi người lên đúng mã hàng là tặng mũ không đồng à, comment là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em. Hai cái ba lô chống gù ok chị Đỗ Viết Thi, ok chị Liên Trương có bút đầu tẩy ạ. Lên đơn hộ em mã này luôn ạ, mã lên hộ em luôn là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại, ghim chị gái thứ ba thôi. Ghim chị gái thứ ba trên màn hình ngày hôm nay thôi nhá. Ghim chị gái thứ ba em nay em có thấy nhảy comment là em ghim ở cái page bên đông, page chính của em trước nha mọi người. Đợi em một tí còn page bên này đợi tí nữa em lại tặng tiếp. Nói chung là hôm nào bây giờ em sẽ tặng luôn song song hai page, chị nào ở page nào cứ ở page đấy, đừng có nhảy page nọ page kia cả, em không ghim tên đâu nha mọi người. Yêu em Trang chị Đỗ Hà lên đầu tiên mất rồi, trượt quà rồi. Chị Ngọc Nguyễn u rồi tiếc thế lên thứ hai, ghim chị thứ ba thôi mà. Chị Ngọc Nguyễn lên thứ hai mất rồi, chị Tập Sống Khác lại chấm rồi, chị Đỗ Hà lại lên lại rồi. Rồi ok. Ok chị yêu nào đây ạ? Ok chị yêu nào đây ạ? Đây này. Lên luôn là chưa đọc được. Ok chị Trang Hân. Ô chị Trang Hân không có lượt chia sẻ, bỏ qua bỏ qua bỏ qua bỏ qua. Bỏ qua bỏ qua. Nó không nhảy comment nữa rồi, từ từ em bỏ qua. Chị Trang Hân không có lượt chia sẻ em bỏ qua nhá. Ôi giời nó không nhảy comment rồi. Nó lại ghim tên một phát nó lại loạn comment đi rồi. Ok chưa? Chị Trang Hân không có lượt chia sẻ em bỏ qua rồi, ok. Tặng tiếp xuống dưới cho Việt Bảo, Việt Bảo này. Ok này, mũ này xinh cực kỳ luôn. Chia sẻ rồi mà sao không hiện nhỉ? Không hiện là không ghim đâu, không hiện là không ghim nha. Đấy, chị Trang Hân này. Năm nay chị Trang Hân này cũng hay được quà cực kỳ luôn. Nhưng mà, này, từ đầu năm giờ được mấy lần rồi đấy. Nhưng mà không có lượt chia sẻ là bỏ qua. Anh ghi tặng cho Việt Bảo, Việt Bảo đi. Phải có logo là người chia sẻ mới ghim tên tặng quà. Phải có logo là người chia sẻ mới ghim tên tặng quà à, đây. Cái này mọi người lên đơn là thắt lưng nam, kèm số điện thoại cho em. Còn có bao nhiêu cái? Còn theo vào tầm 50 cái. Hôm nay có những chị chốt 4 cái. Là em đoán chắc một điều là chốt về tặng. Chốt về tặng người thân. Chốt về tặng chồng. Các chị ạ, à, mình tiêu tiền của các ông suốt rồi. Bây giờ các chị mua cho các ông ấy đi này. Cái này của em ạ, à, đảm bảo cam kết mọi người luôn. Hàng chất lượng cực kỳ tốt. Nhất yên tâm luôn, nếu như chị nào mà từng, chị nào mà bảo là chị chưa bao giờ mua thắt lưng ra cho chồng tiền trục, bởi vì sợ là nó hàng da đẻo, nó hàng da không mềm, thì các chị yên tâm chốt mã sản phẩm này được. Được chưa ạ? Mọi người lên đúng mã hàng này cho em luôn ạ. Thắt lưng nam kèm số điện, thắt lưng nam kèm số điện thoại cho em. Sale tại Line các chị ơi, 59.000 đồng phải không? 59.000 đồng một cái nhá. 59.000 đồng một cái thắt lưng nam. Mọi người chia sẻ livestream thì ở lại Line nhé mọi người để em săn quà. Chị nào chưa tham gia nhóm khách hàng thân yêu thì tham gia nhóm cho em. Lên hộ em mã là thắt lưng nam và kèm số điện thoại hộ em. Giá em sale tại Line các chị yêu luôn là giá của nó về 59.000 đồng một cái. Mình mua tặng chồng, mình mua tặng ông nội ông ngoại. Đó, chị nào mà sắp sửa về quê chơi là các chị cứ làm cho tặng mỗi ông một cái. Eo ơi hàng xịn ạ. Các chị ra hàng rong không chốt được mã này. Em nói luôn ạ. Các chị ra hàng rong các chị không chốt được mã này luôn. Trang Hân bỏ qua tới chị mà không thấy đâu chị ơi. Cái mã này mọi người lên đơn cho em ạ. Em nhìn trên máy chủ nhá. Mọi người lên đơn cho em mã này luôn, mã mấy nhỉ? Đấy không phải là cứ các chị thấy đâu.
Cái này mọi người chốt hộ em mã này luôn là thắt lưng nam, và kèm số điện thoại cho em. Giờ trợ giá em sale tại live cho các chị là 59.000 đồng một cái, 59.000 đồng một cái. Giờ trợ thắt lưng nam cho chị Trương Văn Mỹ một cái. Lên mũ em lên rồi chị ơi. Thắt lưng nam cho chị Trịnh Trịnh Khuy một cái. Lâu rồi chưa săn được quà, cố gắng lên nào. Thắt lưng nam và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng một cái. 59.000 đồng một cái thắt lưng nam. Cái chảo kia em mang đây cho em nào. Thắt lưng nam và kèm số điện thoại nhá. Eo ôi chất da của nó, các chị về các chị thích test như thế nào thì test. Em đảm bảo luôn, em đã bảo rồi, em bán cho các chị gọi là chỗ ngoài hàng rong không có cái giá này đâu chị em nhá. Ngoài hàng rong không bao giờ có cái giá này. Được chưa? Còn các chị thích test như thế nào thì test thắt lưng nam cho chị Lộc Trần, cho chị Hương Nguyễn có, cho chị Thiên Nga có, thắt lưng nam ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Con này em về đợt Tết em về em đóng được một thùng. À ba thùng chứ, được gần 3.000. Sau đó nó hết là em sau đó là hết mà em đặt từ đấy cho đến bây giờ các chị ạ. Đây đấy bây giờ đến ngày hôm qua nó mới về hàng. Các chị nhìn cho em này, thắt lưng nam và kèm số điện thoại hộ em, giá sale trên live các chị là 59.000 đồng. Mũ mã gì, mã mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Chân váy này em bán trong Tết rồi, chân váy nhung ấy các chị ạ. Chân váy này em đang mặc là chân váy nhung, mấy cái chân váy tầng thì em đang không tìm thấy đâu để mặc. Cho em cái quần vải quần bò giấy bé gái đi ngay, bò dài. Thắt lưng nam cho chị Luân Minh, ok chị. Mã này mọi người lên đơn cho em luôn, mã này luôn này. Xuồng à, xuồng anh ơi xem còn đôi xuồng nào không. Xuồng đi với mũ vành to là hết ý luôn. Cái này các chị lên đơn cho em luôn là chảo và kèm số điện thoại cho em. Chảo này các chị dùng để rán này, dùng để lấu này. Nói chung là rất là tiện nhá. Chảo chảo này không phải size bé tí bằng bàn tay đâu. Cái này của em nó là size 32cm. À, thắt lưng nam chị nhận rồi. Chồng chị bảo một cái. Chồng chị bảo một cái bền thế này thì bao giờ mới hết 5 cái. Em cảm ơn chị Thương Giang Võ nhá. Đấy ạ, thắt lưng nam ơi chị Bông Bông Thị Võ ok ạ, chị Ngọc Trang ok, em chúc đơn ạ. Thắt lưng nam rồi ok, chị Hoàng Lan em chúc đơn ạ. Áo mặc còn mã là V2 chị ạ. Áo em mặc còn mã, chị Hương Giang Võ làm sao mà gửi cho chị mấy cái mũ này nhỉ? Bởi vì mũ này ngày hôm nay em sale được rẻ quá, hàng Quảng Châu nhá mọi người. Hàng Quảng Châu mũ nó đẹp lắm, cái form mũ nó nhìn nó đẹp luôn, nó đội lên mũ phát là nhìn đẹp luôn. Bây giờ mọi người lên cho em mã này luôn là mã gì nhỉ? Chảo và kèm số điện thoại cho em ạ, 95.000 thôi. Nhá, em chỉ lời các chị 5.000 đồng một cái thôi. Chảo toàn bộ chảo của em là chảo chống dính này, dễ rửa này các chị này. Rán được, xào được, nấu được cho em ạ. Chảo này nấu được cho em. Con mượn cho em nhiều khi mình xào xong mình đổ nước vào đây luôn. Đấy, nó sâu lòng như này các chị rất là tiện. Cái chảo như này rất là tiện, em bán 95.000 đồng một cái. Chị nào mình lấy chảo mình chốt mã chảo cộng số điện thoại cho em 95.000 đồng một cái nhá. 95.000 đồng một cái chảo, chốt chảo cộng số điện thoại cho em. À, mũ đẹp 5 chiếc ok, chị Huệ Tâm Nguyễn em chốt đơn ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là chảo và kèm số điện thoại cho em 95.000 đồng một cái. Siêu tiện luôn. Rồi em còn một ít của cái quần đũi này, lốp này mọi người ơi. Quần đũi này cho em mã lên đơn cho em luôn này. Mũ vành nhỏ không em ạ. Mũ vành nhỏ thì em chỉ có mũ này thôi chị ạ. Nó chỉ có nhỏ hơn một tí như này thôi này. Nó chỉ có nhỏ hơn một tí như này thôi này. Được chưa ạ? Chị nào lấy mũ comment mũ đẹp cho em, hàng đẹp lắm ạ. Đội nó lên form đẹp luôn. Đội lên form đẹp luôn, chị nào lấy mũ chốt mũ cộng số điện thoại cho em. Mũ cộng số điện thoại cho em với ạ. Được chưa, chảo cho chị Hoàng Hạnh có ạ. Chảo kèm số điện thoại cho em. Lên váy bé chị, mũ đẹp nhỉ. Mũ đẹp lắm chị ơi, mũ cộng số điện thoại cho em ạ. Ba lô hồng đằng sau của em là 150.000 ạ. Mũ của em là common mã mũ đẹp 48.000 đồng một mũ. 48.000 đồng ạ, chị Hoài Vương có chảo, chị Hoàng Hạnh có chảo ạ. Chốt mã chảo kèm số điện thoại cho em. Chốt cho em mã chảo kèm số điện thoại này. Cái này cả nhà lên mã này cho em luôn, mã V bao nhiêu? V7 39.000 đồng ạ, chào cho em. Ừ, mũ đi nào, đóng đi thường được. Mũ đẹp lắm chị ơi, thật. Eo ơi em tiếc quá, em về cái mũ này. Các chị ơi biết không, ngày hôm nay bạn em nó rủ là tháng 7, tháng 8 đi chơi. Mấy gia đình đi chơi đi nhưng mà bảo là đang bảo là thôi không đi, nhưng mà mũ đẹp như này chắc là phải đi thôi. Mũ đẹp như này đi chơi thôi các chị ạ. Mình cái mũ này thì không nhất thiết mình đội đi chơi, mình đội đi làm cũng được mà. Đấy theo như em là ví dụ như chị nào mà mình làm ở công ty, mình làm ở cơ quan mà buổi trưa buổi trước mình hay phải ra ngoài, hoặc mình cứ đi phòng nọ phòng kia. Nếu không thì mình sau giờ làm mình về mình có đi đâu đấy, mình ra chợ ra chép hay đi thể dục các thứ mà nó vẫn còn nắng thì các chị cứ chốt cho em một cái mũ nhá. Con mượn cho em luôn là mũ đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. Chào chị Ngô Thị Tâm ạ, mũ đẹp cho chị Lê Hà ok chị ạ. Dạ ok chị Trần Ngọc Mỹ em chốt đơn ạ. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. Mũ gấp đôi gửi được. Tớ vẫn gửi mũ gấp đôi gửi được, đi được, nó không bị gãy đâu. Tớ vẫn gửi ra nước ngoài được, không sao. Em cảm ơn chị Trần Trần Nga. Mũ đẹp cộng số điện thoại cho em. Giá là 48.000 đồng một mũ. 48.000 đồng một mũ. Rồi bây giờ mọi người lên đâu đúng cho đúng mã này cho em luôn là mã mấy nào? V7 cho em. V7 màu nào còn nhiều nào? V7 cho em ạ, kèm số điện thoại. Em sale tại live các chị luôn. Giá của nó về là còn 39.000 đồng một cái V7. Size 55 cân đổ lại nhá. 55 cân đổ lại V7 cộng số điện thoại cho em.
55 cân đổ lại. Ok chưa? Từ từ đã, em xem là em có mặc lồng được cả ngoài cái váy này không, không chắc mặc lồng được rồi, tại vì cái váy này nay xòe to quá. Cái váy này nay xòe to quá. Cái váy này nó đang hỏng khóa chứ bây giờ không làm sao để mặc thử được. Nhục quá các chị ạ. Mọi người lên đơn cho em mã này luôn là V7 cộng số điện thoại cho em ạ. Hàng gửi mất rồi. Hàng của chị gửi từ hôm qua rồi mà. Hàng của chị gửi từ hôm qua rồi. Chị nào chốt mã này lên đơn em luôn là V7 cộng số điện thoại cho em. Hàng của chị yêu gửi từ hôm qua rồi. V7 39.000 đồng. Em có màu hồng này. V7 em có màu đen này. Đấy chờ, và V7 em có màu lâu này. 39.000 nhưng mà cái chất này của nó là chất đũi xước. Mặc mát, không co, không nhăn nhầu vải nhá. Chị yêu lấy V7 chốt em luôn là V7 cộng số điện thoại cho em. V7 cộng số điện thoại. Chị nào đang xem chấm bài và chia sẻ live stream nhá. Chị nào chưa tham gia nhóm xỉ nhớ tham gia nhá. Váy em mặc đợt trước em bán nhiều lắm ạ. V7 cộng số điện thoại cho em. Đợt trợ V7 cho chị Trúc. V7 cái này của em là của người lớn ạ. Size từ 40 cân đến 55 cân. Hàng này là của trẻ em mình đấy ạ. Hàng này là của trẻ em mình ạ. Chị yêu lấy V7 chốt em luôn là V7 cộng số điện thoại cho em. V7 cộng số điện thoại cho em. Mũ em đội là mũ đẹp. Em bán các chị là 48.000. 48.000 một cái mũ đẹp. Rồi bây giờ là bộ áo mưa người lớn này. Bộ gió chống thấm nước. Cái này của nó là bộ gió chống thấm nước. Bộ này mặc được cả trời mưa cả trời lạnh. Siêu sướng. Chà, V7 cho chị Tứ Nguyễn có ạ. V7 cộng số điện thoại cho em ạ. Quần lẻ bé trai 35kg có. Mũ đẹp cho chị Vũ Huệ Vũ. Cái bộ này của em nó là bộ gió các chị ạ. Bộ gió cái này mặc được cả mùa đông. Mùa đông thì mặc chống lạnh này. Mùa hè thì mùa mưa thì mặc chống ướt này. Được chưa ạ? Toàn bộ này của em này các chị nhìn cho em này, nó có hai lớp như này. Eo ơi, bên trong là lót lụa nhá. Bên trong lót lụa, bên ngoài thì là lớp gió rất là xịn luôn. Mọi người chốt cho em mã này luôn là V8. Ok chị Thắm Trần V7, chị xuất trong em chốt đơn ạ. Chị Luân Minh em chốt đơn của V7 ạ. Gấu bông chị Mỹ Linh ơi, comment cho em luôn là gấu bông. Em kỷ niệm các chị trên live tất tần tật những cái mẫu gấu này. Bé nhà các chị thích mẫu nào các chị lấy mẫu đấy. Được chưa? Giá trên live các chị được chốt là 49.000 đồng một con gấu bông. Chị nào lấy gấu bông chốt gấu bông cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng. Bây giờ các chị lên đơn cho em mã này luôn là V8, đọc sai cho em nào. V8, bộ gió chống thấm nước cho em. Mẫu này nam mặc được, nữ mặc được. Cái này hàng của công ty này, biểu tượng của nó này các chị này. Biểu tượng của nó này, em cũng có bán một số bộ nam của hàng này nhá. Em cũng có bán một số bộ nam của hàng này này. Được chưa, mọi người lên đúng mã hàng này cho em luôn là V8 cho em ạ. Ok chị Nguyễn Huệ ạ, em ok chị Mai Võ, em chốt đơn của mũ đẹp ạ. Lên được cho em là mũ đẹp cộng số điện thoại 49.000 đồng. Cái mã này mọi người comment cho em mã này luôn là V8. Em bán các chị là 179.000 cả bộ nhá. 179.000 đồng. Mặc cái hàng bộ gió này của em là siêu nhẹ luôn. Bộ gió chống thấm nước này của em là siêu nhẹ này. Cái này là có phản quang này các chị đi buổi tối này. Có phản quang các chị đi buổi tối này. Được chưa? Gió này của em tất cả là dòng hai lớp. Chốt cho em mã này luôn là V8. 179.000 đồng một bộ. 179 qua mã luôn. 179.000 đồng một bộ của V8. 179.000 đồng một bộ của V8. Được chưa? Chị lấy 3 cái V7 3 màu. Ok chị Dũng Trần ạ. Bộ áo mưa người lớn. Cái này chống thấm mã đấy của em. V8 của em là từ 40 cân đến size 80 cân à. 40 cân đến 80 cân. Ok chị Thắm Hồng, em chốt đơn của V7. Bây giờ các chị lên cho em mã hàng này luôn là V9 cho em này. V9 cho em mẫu này. Mày uống nước mình à? Uống nước mình à? Lên cho em mã này luôn là V9. Chị nào lấy cái này lên thôi em luôn là V9 cho em này. Trời ơi xinh quá mọi người ơi. V9 nhá. V9 của em sẽ dành cho các bé từ 26 cân 25 cân đến size 20 mấy cân, 25 cân đến size 40 cân. Chốt cho em mã này luôn là V9 cộng số điện thoại cho em. Để chờ V8 40 cân có size không? Không. V8 của em là có size từ 50 cân đến size 70 mấy cân, 75 cân. 50 đến 75 hàng có size, mọi người lên đơn là V8. Cái này mọi người lên đơn là V9 cho em hôm nay tặng các chị luôn mã này. Với này còn nhiều còn ít. 55 cân đến 70 cân, mã này còn nhiều còn ít. Hả? Mã này hôm nay chốt giá sale luôn, 66.000 đồng một cái đi. Sửa giá. Mã lên đơn cho em luôn là V9. Chị Lê Diễm V8, chị Yến Hoàng V8, ok chị. Chốt mã V8 cộng số điện thoại cho em với ạ. V8 cộng số điện thoại cho em ạ. V8 cộng số điện thoại, còn mã này mọi người lên đơn là V9 ạ. Toàn bộ chất bò chéo nhá. Cái này của em nó là phong ngố, các bé mặc đi học thêm thoải mái. Được chưa? Mã này bộ đấy của nó sale về còn 179. Chị yêu là chốt mã này lên đơn cho em ạ. Quần áo mưa trẻ con em like rồi. Áo mưa trẻ con lên là bộ áo mưa bé đấy chị. Bộ áo mưa bé chị Thỏ Con Giống. Mã này các chị yêu lên đơn cho em luôn là V9 cho em ạ.
V9 em sale tại live cho các bé luôn, 66.000 đồng nốt nó cho nó hết nha mọi người. Quần bé gái em lên rồi, V9 nó chị Trần Trần Nga. Cái này V9 của em là nó có size từ 25 cân ạ, nó có hai mẫu, mẫu chữ cho em và mẫu túi hộp. Thì chị nào thích bé thích mặc mẫu nào các chị lấy mẫu đấy nhá. Bé các chị thích mặc mẫu nào các chị lấy mẫu đấy hộ em. Được chưa? Mọi người lên cho em mã này luôn là mã V9 cộng màu, à V9 cộng số lượng cái. Ví dụ các chị lấy hai cái các chị lên hai cái, em đố mọi người chốt được cái giá 66.000 đồng của cái hàng chất bò chéo. Bò này của em là nó siêu mềm. Siêu mềm, không hôi, không phai màu, co giãn nhiều nha các chị nhá. Mọi người lên cho em mã hàng là V9 cho em. V9 và kèm số điện thoại lấy hai cái, còn 12 cái. V8 chị Nhung Nhung, ok chị. À, ba lô hồng đằng sau là 150. Cái này của em là size đến tầm 42 cân, V9 cho chị Trần Trần Nga. Chị nào lấy mã này lên đâu được em luôn là V9 cộng số điện thoại cho em này. V9 cộng số điện thoại cho em. Hai quần. Quần này của em là không nhớ là V mấy ạ, 39.000 ạ. Dạ ok cho chị hai bộ áo mưa bé, ok chị Thỏ con giống có 45.000 thôi, dẻo dai cực kỳ luôn. Bộ áo mưa bé là cực kỳ dẻo, cực kỳ dai nhé mọi người. Mọi người chốt cho em mã này luôn là mã. Mọi người chốt cho em mã này luôn là mã V9 cho em. V9 cộng số điện thoại của em, V9 cộng số điện thoại của em. Giá sale trên live các chị gái giá. Các chị ơi cho em xin mỗi chị một nút thả tim, một nút thả nai nào. Xin mỗi chị một nút thả tim, một nút thả nai nè mọi người. Được chưa, chị yêu lấy V9 chốt em luôn là V9 cộng số điện thoại này. V9 cộng số điện thoại cho em nhá. V9 và cộng số điện thoại của em sale giá trên live cho mọi người. Giá của nó về là còn 66.000 đồng một bộ, 66.000 đồng một quần. Ok chị Minh Tô của cái này V9 của em là quần bò bé chị ơi. V9 của em là quần bò bé chị ạ, không phải quần bò người lớn đâu. V9 của em là quần bò bé nhá. Các chị tham gia nhóm sỉ cho em nha mọi người, tham gia nhóm sỉ cho em nha. Mọi người lên đơn cho mã này là V9 cộng số điện thoại cho em. V9 cộng số điện thoại cho em với nhá. V9 cho chị Minh Nguyên có, V9 chị Hoàng Yến, Hoàng Yến có ạ. V9 cộng số điện thoại cho em ạ. Quần này mình nhận rồi, chất đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng. V9 cộng số điện thoại cho em. 66.000 đồng xả lốt. Rồi bây giờ các chị lên đơn cho em bút chữ A này còn ít thôi đúng không? Bút chữ A kèm số điện thoại cho em 29.000 đồng một hộp. 29.000 đồng một hộp bút chữ A. Bút chữ A của nhà em là bút chữ A Hà, bút chữ A mực nước có hai màu, mực đen và mực xanh. 29.000 đồng một hộp của em là 12 cây. Chốt em luôn là bút chữ A và kèm số điện thoại này. Bút chữ A và kèm số điện thoại cho em 29.000 đồng một hộp. Một hộp 12 cây nhé mọi người. V9 túi hộp cho chị Trần Nga, ok chị. Chị yêu lấy cái mã này mọi người lên đơn hộ em luôn là bút chữ A, em có hai màu mực. Hai màu mực chốt hộ em luôn là bút chữ A cộng số điện thoại cho em 29.000 đồng một hộp. Một hộp của em là 12 cây nha mọi người. Một hộp của bên em là 12 cây. Chị nào lấy bút chữ A lên đơn hộ em luôn là bút chữ A và kèm số điện thoại cho em. Bút chữ A kèm số điện thoại cho em. Chip bé gái hình như nhà em còn nguyên của size nhỏ thôi. Nhà em còn nguyên của size nhỏ này, ví nam này. Ví nam này cũng đẹp quá trời đất luôn ấy. Chốt mã này luôn là ví nam. Nó đẹp như hàng 200.000 nha mọi người. Hàng 250.000. Mã này mọi người comment cho em luôn là ví nam. Toàn bộ cái chất da của nó này, eo ôi hàng này. Em nói thật với mọi người luôn, hàng chất lượng. Ví nam kèm số điện thoại cho em. Em bán 59.000 đồng. Rất là ví thì tất nhiên là phải nhiều ngăn nha mọi người. Rất là nhiều ngăn cho chị em mình. Để các anh để bằng xe này, để bằng lái xe này, để thẻ căn cước công dân này, để thẻ ngân hàng này. Tóm lại là để được rất là nhiều thứ trong cái ví này. Ví nam và kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, ví nam và kèm số điện thoại cho em là hàng nam nhé. Em bảo ok là các chị yên tâm mà chốt. Đấy chứ, hàng cực kỳ ok. Mã cho em luôn là ví nam kèm số điện thoại cho em ạ. Em sale tại live các chị giá còn 59.000 đồng một cái ạ. Ví nam V9 cho chị Nguyễn Linh Hiếu có, V9 chị Đỗ Thùy có ạ. Compa bé còn hàng không nhỉ? V9 cộng số điện thoại, nói chung là compa đấy thì em có lời đâu. Cái mã đấy ngay từ đợt đầu em bán, em báo các chị yêu là em giá đấy là giá tặng cho chị em mình rồi. Chị yêu lấy cái mã này mọi người comment cho em mã này luôn là ví nam. Em có hai màu, màu vàng và màu lâu nhá. Ví nam em có hai màu vàng và lâu. Chị nào lấy ví nam chốt em luôn là ví nam cách số điện thoại cho em. Ví nam cách số điện thoại cho em ạ. 59.000 đồng một cái. 59 không phải. 59.000 đồng một cái ví nam. Chốt ví nam cộng số điện thoại cho em. Ví nam cộng số điện thoại cho em 59.000 đồng. Được chưa? 59.000 đồng quần jean bé trai ngoài. Mã mấy? Quần jean bé trai ngoài mã mấy kìa? Ok chị Ngọc Bích Nguyễn em chốt đơn ạ. Ví nam chị Hoàng Yến có ạ. Ví nữ em chưa có hàng. Ví nữ em chưa có hàng đâu ạ. Các chị comment cho em mã này luôn ạ. Ví nữ hôm trước em đẩy được một lô nhưng mà khách xỉ ôm lô hết rồi. Hôm đấy em có quay video. Tại vì là nữ thì hơn trước em lại vừa bán túi sách. Hôm trước em lại vừa bán túi sách xong nên là em lại không muốn bán ví. Em lại để xỉ bóc hết. Cái mã này mọi người lên đơn bút chữ A chị Nguyễn Mai có. Ví nam chị Nga Bùi có. Chốt em luôn là ví nam cộng số điện thoại cho em này. Giá sale tại live các chị yêu giá 59.000 đồng một cái. 59.000 đồng một cái ví nam. Đây cái quần bò này là thanh ý này. Hôm nay là không mặc được nhá, tại vì hôm nay là mặc lỡ mặc cái váy này xòe quá. Váy nhung. Đây là không có mặc được.
Các chị comment cho em mã này luôn là V10 55.000 đồng một cái. V10 55.000 đồng một cái. Và cho chị em mình lên đơn em luôn là V10. Em có đủ size cho các chị gái từ 45 cân đến 65, 66 cân. Quần này của nó là dáng baggy nhá mọi người. Quần này của nó là dáng baggy, em xả 55.000 này. Quần bò mềm, cái này là em ôm thanh lý, nó chỉ còn một màu này thôi nên họ thanh lý cho. Chốt cho em mã này luôn là V10 dáng baggy, mặc rất là đẹp luôn. Form của nó là form cặp cao này, túi này các chị này. Đó, chị yêu lấy V10, chốt em luôn là V10. Em bán các chị lốt với mức giá là 55.000 đồng. Ví nam ok chị gái, bông bông thị võ để lại số điện thoại cho em ạ. Ồ, được chứ chị Mai Phạm, đổi thoải mái, đổi khi nào vừa thì thôi. Rồi đợi em một tí em lên lại cặp sách cho. Chị nào lấy cái mã này mọi người comment giúp em luôn là V10. V10 và kèm số điện thoại cho em ạ, 55.000 đồng một quần. Đủ size nhá, đủ size từ 45 cân đến size 65 cân. Đủ size từ 45 đến 65 cân. Em chào chị Huỳnh Ngọc. Chốt em luôn ạ, chị Đạt Lương có đơn ví nam. Chốt mã này là V10 cộng số điện thoại cho em này. 55.000 đồng một cái. Đây ạ, cái cặp này thì các chị lên lướt lại ba lô đây. Chị yêu lấy cái mã này chốt em luôn ạ. Cặp chống gù hàng siêu nhẹ. Chống gù của nó thì sẽ là siêu nhẹ này, chống gãy form này. Đó là chống gãy form, chống bẹp form nha mọi người. Mọi người chốt mã này cho em luôn là cặp chống gù và kèm số điện thoại cho em ạ. 150.000 đồng một cặp, màu hồng dành cho bé gái. Đó là màu hồng dành cho bé gái. Chị nào lấy cặp chống gù lên cặp chống gù. Chị nào lấy cặp chống gù màu này lên cặp chống gù màu tím than cho em ạ. Màu tím là dành cho bé trai. Chốt mã là cặp chống gù và kèm số điện thoại cho em ạ. V10 cho chị Thắm Trần ok, V10 chị Vân Thu có ạ. V10 cho chị V10 chị Hoàng Lan có ạ. V10 là cái gì đấy? V10 xả 55.000 đồng, mặc đẹp lắm ạ. Chả qua là hôm nay em đang mặc váy thôi. Chốt cho em mã này luôn này. Mã này lên luôn cho em luôn là cặp chống gù cộng số điện thoại cho em ạ. Cặp chống gù cộng số điện thoại cho em ạ. 150.000 đồng một cái. 150.000 đồng một cái cặp chống gù. Chốt mã cặp chống gù kèm số điện thoại cho em. Mã của em luôn là cặp chống gù và kèm số điện thoại cho em 150 nhé mọi người. 150.000 đồng một cặp. V10 cho chị Ngô Thị Tâm ok, chị Nguyễn Lương ok, chị Thiệp Cưới Dương Đức ok, chị Trần Ngọc Nguyễn ok, chị V10 kèm số điện thoại cho em. Xả có 55.000 một cái quần dài, rẻ dã man luôn. Tại vì nó còn một màu đấy mọi người. V10 chị Vũ Linh Chi ok chị. Mã này cho em xin mã là V11 này. Các chị ơi, mã này của em sẽ là V11, mẫu này thì về size cho các chị luôn, 40 đến 58 cân. V11 kèm số điện thoại cho em ạ. Quần cốt tông, chất của nó là chất cốt tông tàu. Các chị nhìn may là biết là hàng đẹp hay không rồi này. Đấy, thấy không, may lưng mông. Cái này các chị mặc thể dục, mặc đi ngủ, mặc ở nhà, mặc đi chơi thoải mái luôn, mặc thể dục thể thao ạ. Chốt rồi em mã này luôn là V11, 39.000 đồng, xù lông em nhận về. Riêng con này cam kết các bác luôn là xù lông em nhận lại. Mã cho em luôn là V11 cộng số điện thoại cho em. Hôm trước đẹp mà không thấy gọi chị Lý Dinh. Cái quần này chắc là có một cái. Thật ra có một cái này 39.000 đồng, em không bỏ gọn. Cái mã này là V2 à? Cái mã này của em là V3, 39.000. Bây giờ chắc thì còn nguyên size nhỏ thôi. Chị yêu lấy V3 lên V3 cho em. Rồi mọi người lên cho em mã này luôn ạ. Mã này cho em xin mã của nó là V11. Lấy 2-3 quần, comment 2-3 quần nhá. 2-3 quần, comment 2-3 quần cho em ạ. Size cho các chị từ 40 cân đến size 58 cân. Màu mẫu quá đẹp luôn, 39.000 đồng của V11. V11 chứ chị ơi, làm gì ra đến V19 đâu. V11 cộng số điện thoại cho em. Em sale tại live các chị yêu, giá của nó 39.000 đồng. Nhớ nhá mọi người, lấy 2 cái thì các chị lên 2 cái. Lấy 3 cái, comment V11, 2 cái, 3 cái. Chốt em mã này luôn là V11 cộng số điện thoại cho em, 39.000 đồng một quần. 39.000 đồng một quần. V3 cho chị Minh Châu Nguyễn. Chị Minh Châu Nguyễn này nó không còn 20 cân đâu, chắc nó chỉ còn đến 14 cân đổ về thôi, 8-14 cân. Mã này mọi người lên đơn cho em luôn là V11 cho em này. V11 cho em ạ. Em bán các chị 39.000 đồng một quần. 39.000 đồng một quần của V11. Lấy mấy cái thì bên em lấy mấy kiểu sọc cho các chị yêu. Chợ V11 cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng. Cặp chống gù cho chị Huỳnh Nhi. V11 cho em ạ. V11 cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng nốt này. 39.000 đồng nốt cho V11. V11 kèm số điện thoại cho em. V11 và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. Áo thun bé cái trai 14 cân, còn cái áo cốm đang xả 20.000 ấy, chất đẹp lắm. Chị nào lấy V11 chốt V11 cộng số điện thoại cho em. V11 cộng số điện thoại cho em nhá. Sao ai lại nháy mình giờ này ta? V11 cộng số điện thoại cho em. Cho em xin cái váy dây vào đây nhỉ. Đợi em một tí nhá. Rồi lên tiếp cho các chị mẫu này. Eo ơi, cái mã này phải nói là nó xinh cực kỳ luôn. Cái mã này của nó phải nói là xinh cực kỳ luôn này. Kỳ vậy ta. Cái mã này mọi người comment cho em mã này luôn là V12. Mã này mọi người comment cho em luôn là V12 cho em này.
Rồi chào mọi người, con mừng trai mã này luôn là V12. V10 chị Vũ Linh Chi. Lên áo cổ sơ mi bé trai ấy chị. Em chào chị Ngọc Trinh nhá. Cái này có chị lên đơn trai mã này luôn là V12. Ơ sao cái này có bé xe tí ti này. Cái mẫu này em cất đi cho gạo này. Xinh quá. V11 cho chị Lắng Ấm Mùa Đông. Mũ của em là 48.000. V11 cho chị Ngọc Vân Trần. Ok chị. Cái này mọi người con mừng cho em mã này luôn là V12. 49.000 đồng một quần. Dành cho bé từ 20 cân đến 50 cân. Dành cho bé từ 20 cân đến 50 cân. 49.000 đồng. Lấy 2 cái bên em lấy 2 hình theo cho bé nhá. Lấy 2 cái bên em lấy 2 hình theo cho bé. Toàn bộ chất bò chéo. Mã này các chị yêu lên hộ em luôn là V12 cộng số điện thoại. Phải không nhỉ? Phải đến V12 rồi không nhỉ? V12 cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng một quần. Chốt mã V12 kèm số điện thoại cho em chị Bông. Bông có đơn. Mã lên đơn cho luôn là V12 này các chị ơi. Ví dụ như mình lấy 2 cái nhá, bên em sẽ lấy 2 hình cho chị. 2 cái ok chị Lắng Ấm Mùa Đông để em kiểm tra lại đơn. Mã hàng V12 em bán 49.000 đồng, size từ 20 cân đến size 50 cân. 20 cân đến size 50 cân. Chốt em luôn là V12 và kèm số điện thoại này. V12 và kèm số điện thoại cho em. Em sale các chị yêu 49.000 đồng. Để cho chị Nguyễn Thanh có V10 ạ. Các chị chốt mã là V12 và kèm số điện thoại cho em. Cái này của em còn một ít móc này. Em sale lốt các chị 10.000 10 cái móc. 10.000 10 cái móc. Chốt cho em móc dán và kèm số điện thoại cho em ạ. Móc dán này của nó là siêu chắc chắn nhá. Các chị dán mũ bảo hiểm, dán để treo mũ bảo hiểm, dán để treo cặp sách, treo bộ quần áo mưa, hay tóm lại các chị cần treo cái gì các chị treo. Treo cạnh nhà bếp, treo lồi liêu xong chảo muôi thìa. Chốt cho em mã là móc dán cho em. Em chốt trên like các chị 10.000 10 cái. 10.000 10 cái, bây giờ em chỉ còn hình này thôi. Xinh lắm, hình mèo mẹ mèo con. Chốt em mã là móc dán cộng số điện thoại cho em. V12 cho chị Hằng Nguyễn có, V12 chị Thanh Thảo có. Chị Anh kiểm tra lại đơn của chị Nắng Ấm Mùa Đông với lại đơn của cái chị nào hôm nay nhỉ? V12 cho chị Phạm Thanh Thảo, ok chị. V12 cho chị Nguyễn Thanh, ok chị. V12 3 quần. Chị Hằng Nguyễn ok chị này. Lên cho em mã này luôn là móc dán và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các chị 10.000 10 cái móc. Chậm 10.000 đồng 10 cái móc dán cho em. Chốt mã là móc dán kèm số điện thoại của em. Móc dán và kèm số điện thoại của em 10.000 10 cái nhá. V12 chị Ngọc Chí Dũng có. Đây này em còn vài túi nữa này. Móc dán là tiện dã man luôn các chị ạ. Đây. Móc dán và kèm số điện thoại cho em 10.000 10 cái. 10.000 đồng 10 cái móc dán. Chị yêu lấy móc dán, chốt móc dán kèm số điện thoại cho em. 10.000 đồng 10 cái móc nhá. Mọi người chốt mã móc. Cho em xin cái quần chip ở đây này anh ơi. Móc dán cho chị Trần Trần Nga, ok chị Dũng Trần, ok chị Nguyễn Thanh, ok chị Thanh Thảo, ok chị Ngọc Trang, em chúc đơn ạ. Quần ngố bé gái 43 cân em còn hàng. Các chị lên đơn là móc dán và kèm số điện thoại hộ em. Móc dán và kèm số điện thoại của em 10.000 10 cái. 10.000 đồng 10 cái móc dán, chốt móc dán kèm số điện thoại cho em. Móc dán cho chị Hà Vi có ạ. Móc dán 10.000 10 cái. Tiện lắm luôn mọi người ạ. Chốt móc dán cộng số điện thoại cho em 10.000 10 cái. 10.000 đồng 10 cái móc dán. Cái này là chống nắng ngắn u mì này, xả 149. Size từ 40 cân đến size 70 cân. Mã này mọi người lên đơn cho em. Móc dán cho chị Vũ Linh Chi có, móc dán chị Lắng Ấm Mùa Đông ok chị. Mã này bên đây là anh cầm nguyên hàng của nữ đúng không? Anh ơi cái áo nắng ngắn này là anh đang cầm nguyên của hàng nữ đúng không? Eo ơi cái chất áo của nó này. Size đến 65 66 cân, 65 cân đổ về đi các chị yêu ơi. Hàng không chất lượng em cho các bác trả hàng về. Nhà hàng này mà không chất lượng em cho các chị yêu trả hàng về đây cho em. Chốt mã này cho em chống nắng này của bên em là chống nắng u mì. Để cho chống nắng u mì chốt cho em mã này luôn 150.000 mã cho em luôn là V12 rồi phải không cả nhà. Bây giờ lên là V13 đúng không? Móc dán cho em ạ. Móc dán 10 cái ok chị. V13 cho em nhiều hình lắm. Nói chung là màu đen này. Các kiểu như này, mã hàng V13 cho em cộng số điện thoại. Móc dán là chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng ok chị gái luôn. Chốt cho em mã này luôn là V13 đi cả nhà ơi. Chất áo chống nắng u mì size từ 40 cân đến size 65 cân có size. V13 cộng số điện thoại cho em 150.000 đồng một cái. Cái này là 150. Cái này là V13 này là còn cái này lên nguyên của nữ nhá. V13 cộng số điện thoại cho em. Là ok chị gái luôn. Chị Dũng Trần ơi mã đằng sau không còn. Quần dài bé gái treo tường là 75.000 mã mấy đấy nhỉ? Cái này lên đơn cho em luôn, em bảo cầm cho em cái quần bò dài giấy mà nó có hai hình ở ngoài kìa. Mã lên đơn cho em luôn là V13 cộng số điện thoại cho em. V12 vừa nãy rõ đọc rồi là cái quần bò bé gái 49.000 ghi chưa? Quần đùi bò bé gái mẫu này này, các mẫu này này vứt ra cho con gạo một cái đấy. Cái này mọi người lên đơn cho mã lên luôn là V13.
giá trên này các chị yêu là còn 149.000 đồng. V13 toàn bộ áo này của bên em nó là chất u mì nhá. Yêu ơi, cái hàng này nó dày, nó đanh cực kỳ luôn ạ. Nó dày, nó đanh, nó mịn mát cực nha mọi người. Mọi người chốt mã này cho em xin mã là V13 cộng màu. À, V13 cộng số điện thoại cho em, ngày mai nhà em chốt cân nặng cho. Chà, giá chốt trên line các chị yêu là còn 149.000 đồng. Tiếp tục V14 cho em này. Các chị nhìn cái form may cho em này. Toàn bộ cái dáng này của em nó là dáng bếp ghi. Ô, tại sao mình lấy cái kiểu gì này không còn dáng bếp ghi à? Lấy hết các kiểu à? Đây ạ, à, em còn ít áo này, lốt áo đá này, lốt này thanh lý nhá mọi người. Áo đá này đây còn nguyên một màu. Thanh lý luôn cho các chị áo đá này, hàng Quảng Châu cao cấp này. Mã này mặc mát cực kỳ luôn, không bao giờ nhão, không bao giờ xù lông. Chốt cho em mã luôn là V14 cho em. Mã lên đơn cho em luôn là V14, hôm nay chốt tặng trên này. Xem cái xuồng đá nhà mình còn không? Mọi người đang hỏi xuồng rất là nhiều. Mọi người chốt cho em mã này luôn là V14. Em thanh lý các chị luôn V14, dép xuồng đá mới dép lam đây nè. Mã lên đơn em luôn là V14 cho em. Em thanh lý lốt các chị 55.000 đồng một cái. 55.000 đồng một cái, 65 cân đổ về. V13 cho chị Hồ Đào, V13 chị Nguyễn Thơm, mũ của em là 48.000. V13 cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Chị yêu nào vào like rồi cho em xin nút chia sẻ livestream với. Chốt cho em mã này luôn là mã V14 của em, 55.000 đồng sửa giá nhá. V14 em về giá 55.000 đồng cho các chị. Được chưa? Áo này không xù lông, không nhão vải nha. Lên đơn cho em mã này luôn ạ. Lên áo bé trai á chị. Áo bé trai mà mẫu đấy thì còn à. Còn cái mẫu màu cố hôm qua, hôm nọ em đang xả 20.000 á. V14 cộng số điện thoại cho em. Chống nắng dài còn nha chị Thùy Lâm, 55.000. Thế này mọi người comment cho em mã V15. Chất cốt tông khô. Xả luôn các chị 68.000 đồng mã V15, 65 cân đổ lại. V15 áo hình cái mũ này. Em còn vài chiếc thôi ạ. V15 cho em ạ. Em bán các chị 68.000. V15 em có màu cam, con này là đủ màu luôn. Màu vàng, màu đen, màu da cho em và màu trắng này. Áo hình chiếc mũ em xả các chị luôn 68.000, mã lên đơn cho em luôn là V16 cộng số điện thoại cho em. Để chờ lên cho em mã là V16 cộng số điện thoại cho em với ạ. V16 nha các chị yêu ơi, giá còn 55.000 đồng một à, giá còn 68.000 đồng một cái V16. Chị yêu lấy V16 chốt em luôn là V16 cộng màu 68.000. V15 không phải là cái áo Chanel hồng kìa. Đấy, cái đấy đọc là V15 rồi. Cái này lên đơn là V16 cho em. V16 68.000. Áo này đẹp mặc mát lắm. Cảm ơn Hà Vi. V14 ok chị. Ờ đúng rồi, cái đấy đọc là V14 không lên V16 luôn. Đây thế ở giữa này cho cái này vào V15 đi. Cho cái này vào V15. Rồi cái này của em lên cho chị luôn V17. Áo bộ em mặc còn. Áo em mặc là V2. Giá là 95.000 đồng một áo. Áo mặc điệu đà xinh lắm mọi người. Áo mặc xinh lắm. Các chị mặc trễ như này cũng được, mà các chị mặc kiểu cổ thuyền lên như này cũng ok này. Đó, các chị mặc cổ thuyền lên như này cũng ok. Được chưa? Xinh lắm. Cái mã này mọi người lên cho em mã luôn là V17. V17 cho em ạ, chất bò giấy nhé. Size cho bé yêu từ 20 cân đến size 35 cân. 20 cân đến size 35 cân này, xả luôn các chị cái mã này đi. Xả luôn cho các bé mã này, lấy hai cái bên em lấy hai hình. Nói chung nó có mấy cái hình thêu khác nhau nhá, có size từ 20 cân. Ơ sao cái này có size bé thế, cái này có size nhỏ à? Cái này em có size từ 17 cân 6 tuổi, 17 cân 6 tuổi đến 35 cân, lên cho em mã này luôn là V17 đúng không? 30, 32 cân. Bây giờ còn đến 30, 32 cân, 16 cân đến 30, 32 cân. Chốt cho em mã này luôn là V17. Giá ngày hôm nay mọi người được chốt với mức giá của nó về là còn 78.000 đồng một quần. Chốt cho em mã luôn là V17 cộng số điện thoại cho em. Được chưa? V17 cộng số điện thoại cho em ạ, giá 78.000 đồng một quần này. Nhá, mọi người lên cho em mã này luôn là V17 cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ like với nào. Chị nào đang theo dõi like cho bấm cho em xin một nút thích nào. Ok, V16 chị Hồ Đào, V16 màu đen cho chị Thanh Thảo có. Cái này mọi người lên cho em mã này luôn là V17 cho em. V17 giá em sale tại like cho các chị yêu, giá của nó về là còn bao nhiêu tiền nhỉ? V17 78.000 đồng một cái. V17 78.000. Chị yêu lấy V17 lên V17 cộng số điện thoại cho em 78.000. Cho em quần gió nam vào đây đi nào. V17 78.000 một quần. Đây váy kẻ cho bé này, thanh lý lốt 29.000, mã hàng V18. Không biết cái váy kẻ vừa nãy vứt đâu rồi nhỉ? Váy kẻ vừa nãy của em vứt đâu rồi nhỉ? Váy kẻ của em vứt đâu rồi ta? Váy kẻ em vứt đâu rồi nhỉ? Anh vừa cầm váy kẻ vào đây rồi phải không?
Rồi V18 cho em nha. V17 cho chị Vân Anh, V17 cho chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng. V17 cho em ạ, cho chị Nhàn Nguyễn có. V16 chị Hầu Đào. Ok chị, mã cộng số điện thoại cho em bao nhiêu đơn rồi đấy? Thế rồi em ok mọi người, bây giờ mọi người lên tiếp cho em mã này luôn, V16 chị Duyên Lò. Mọi người lên comment cho em mã tiếp theo luôn, mã mấy đây nào? V18 á. À? V18 cho em ạ. Size cho bé từ 10 cân đến size 2, 10 cân đến 18 cân. Em bán 29.000 đồng một cái này luôn. 29.000 đồng mã này. Mọi người chốt mã này cho em xin mã của nó là V18 cộng số điện thoại cho em. V18 màu hồng, màu xanh, màu vàng. Chị ơi chốt mã này lên đơn cho em luôn là V18 cộng màu. V18 hồng xanh vàng cho em. Để chọn màu cốm, giá sale 29.000 đồng, 10 cân đến 18 cân. 10 đến 18 cân sale 29.000 đồng một cái. Sale 29.000 đồng một cái của V18. Chị yêu lấy V18 chốt giúp em là V18 cộng màu nhá. V18 cộng màu cho em sale 29.000 đồng. 29.000 đồng một cái, size đến 18 kg. Size đến 18 kg, chốt mã là V18 cộng màu giúp em. Để cho chị yêu lấy V18 lên giúp em là V18 cộng màu sọc cho em này. Chị ạ, màu sọc vàng ạ. Sọc cốm cho em ạ. Sọc vàng, sọc hồng, sọc cốm, sọc xanh. V18 cộng số điện thoại của em. Sale tại like các chị yêu, giá của nó còn 29.000 đồng một cái. 29.000 đồng một cái của V18 nhé. Chị yêu lấy V18 lên hộ em luôn là V18 và kèm số điện thoại. V18 và kèm số điện thoại cho em 29.000 đồng một cái. 29.000 đồng một cái của V18. Chốt là V18 nhé. Ok chị Mùi Chu em chốt đơn ạ. Quần bò túm gấu bé. Ok chị gái luôn ạ. Ok móc giá nó chị Giang Phạm có. Shop em ở Tuyên Quang ạ. À, ok chị Mùi Chu có. Cái này mọi người lên đơn là V18. Cái này là hàng Quảng Châu may đấy. Mà em sale các chị có 29.000 đồng thôi. Bởi vì là em ôm được thanh lý của mã này ấy, mọi người đây này. Sale thanh lý các chị chất đẹp lắm. Có hai cái túi. Cái này kiểu của nó là dáng baby doll. Các con mặc dưới ngực xong là nó xòe luôn. Dưới ngực xong nó xòe luôn. Nó xinh cực kỳ luôn mọi người. Chị nào mà có bé gái là phải chốt luôn ạ. Mã này mọi người lên đơn là V18 cho em. Nhưng mỗi tổ còn size nhỏ nhỏ thôi. Size dưới 18 cân. Size có size từ 10 đến 18 cân. Lên đơn cho em luôn là V18 nhá. V18 cộng số điện thoại cho em ạ. Giá sale trên like các chị là 29.000 đồng một cái. 29.000 đồng một cái của V18. Cái này mọi người lên đơn cho em là cặp lồng cho em ạ. Em xả lốt cho chị 70.000. Cặp lồng 70.000 cho em cộng số điện thoại này. Cái này là cái gì đấy anh nhỉ? Mọi người lên đơn cho em mã luôn là cặp lồng và kèm số điện thoại cho em ạ. V18 màu hồng cho chị Minh Châu Nguyễn. Ok chị ạ. V18 cộng số điện thoại cho em. Bây giờ mọi người lên đơn cho em mã này luôn ạ. Cặp lồng 3 tầng. Cặp lồng 3 tầng cho em ạ. Hàng này của nó là chống nóng siêu tốt ạ. Giữ nhiệt siêu lâu luôn. Chốt cho em mã này. Mình mang cơm đi làm này. Mình mang cơm đến cơ quan hay là mình mang cơm đi đâu đó. Rất là cần thiết. Nhà ai cũng cần có ạ. Cái mã này mọi người chốt cho em luôn là cặp lồng ạ. Kèm số điện thoại cho em với ạ. Em sale tại like các chị là 70.000 đồng một cái. 70.000 đồng một cái cặp lồng nhá. Mọi người chốt mã cặp lồng cộng số điện thoại cho em ạ. Thú bông em like rồi đã em một tí ạ. Cho em quần chip vào đây này anh ơi. Cái mã này cả nhà lên cho em mã này luôn là cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ like với ạ. Các chị lên đơn mã này cho em luôn là cặp lồng. Em bán tặng trên like cho mọi người 70 nhá. Thật sự luôn có con này em là không lời luôn ấy. Không lời luôn ạ. Mọi người chốt mã là cặp lồng cộng số điện thoại cho em. Cặp lồng là toàn bộ dòng cặp lồng 3 tầng nha các chị nhá. Toàn bộ dòng này của em là dòng cặp lồng 3 tầng. Em sale lốt cho các chị giá 70k. Chợ V18 mà chị Chuyên Lê đi. Ok chị ạ. V18 mà chị Tú Dinh. Ok chị ạ. V18 và kèm số điện thoại cho em. Cặp lồng nha mọi người. Cặp lồng 3 tầng giá 70.000. Chợ cặp lồng 3 tầng giá 70.000. Chốt mã cặp lồng kèm số điện thoại cho em. Ôi em còn cái mài dao kìa. Ôm được 2-3 thùng này. Mài dao kèm số điện thoại cho em ạ. Tiện lắm luôn các chị ơi. Ngày xưa chị em mình các cụ nó cứ phải dùng đá mài đấy. Còn bây giờ là không cần thiết đâu ạ. Cái này nó mài là nó vừa sắc luôn mà nó gọn nhẹ ạ. Các chị nhìn này. Mài dao cộng số điện thoại của em ạ. Em tặng các chị luôn 39.000 đồng một cái mài dao. Chị nào lấy mài dao chốt mài dao cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng nha mọi người. 39.000 đồng một cái mài dao ạ. Chốt em luôn là mài dao cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng một cái. Chốt em mã mài dao cộng số điện thoại cho em nhé. 39.000 đồng một cái nha mọi người. Mọi người lên mã cho em ạ. Em chào chị Hằng Nguyễn nhá. Lên cho em là mài dao và kèm số điện thoại cho em ạ. Siêu tiện luôn. Không cần là cồng kềnh quá đâu. Chị em mình tự mài được. Còn ngày xưa toàn đàn ông mài dao thôi. Chốt cho em mã này luôn là mài dao cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng. Tiện lắm, mình cứ để cạnh nhà bếp ấy. Chip này em bị bom. Em bị bom về thôi. Không có nhiều đâu. Các chị lên cho em mã này luôn là chip xịn cộng số. À, cái mã lên đơn là V19 đi.
quần chip xịn của nữ 65 cân đổ về, các chị nhìn cái chất này. Chị nào nhận hàng này rồi cho em xin một cái feedback ạ. À, eo cái chất của nó á, mặc mùa hè cực kỳ mát nhá các chị nhá, cực kỳ mát cho em ạ. À, thoáng cực kỳ luôn, thoáng không hề bị bí bị zip. Chốt cho em mã là chip à, mã lên đơn là V19 cho em. Để cho em bán 64.000 đồng ạ, 5 cái lốt. 64.000 đồng 5 chiếc ạ của chip ạ. À, chị nào lấy chip lên chip hộ em ạ. À, chị yêu lấy chip lên chip, em chỉ bị bom về có mấy gì thôi. Bom về ít thôi ạ. À, các chị chốt em mã chip cộng số điện thoại cho em với ạ. Chip cộng số điện thoại cho em với ạ. Em bán các chị chip này với giá 64.000 đồng 5 cái của chip 65 cân đổ lại nhá. 65 cân đổ lại, chốt chip hộ em. Chốt em mã chip cộng số điện thoại cho em. Áo bé trai có cổ á chị, bé trai có cổ nhưng còn size nhỏ lắm ạ. Mài dao này tiện lắm ạ, mài dao sắc lắm luôn ạ. Em cảm ơn chị. Đấy mọi người, nói chung là mọi người dùng rồi là mọi người biết hàng rất là tiện và rất là cần thiết cho nhà bếp của chị em mình luôn. Rất là cần thiết cho chị em mình luôn. Còn ngày xưa này mài dao là toàn là đàn ông người ta mới mài thôi, còn bây giờ chị em mình cứ cầm vào đấy là cưa cưa đi vài cái là nó sắc luôn. Cưa cưa đi vài cái là nó sắc luôn ạ. Chị yêu lấy cái này lên đâu là mê V19 cho em nhá. Ok chị Thắm Hồng ạ, à, em chào chị Bông Su Su. Mã cho em là V19 ạ. À, em bán 64.000 đồng 5 chiếc quần chip này cho em. Chip ngang này mình hết chưa? V19 này mặc vừa thoáng này, vừa mát này. Cái này là cam kết các chị là không nóng nhá. Co giãn nhiều cực kỳ luôn. Đây ạ, à, mọi người nhìn thấy kỹ được cái chất của nó không? Mát lắm luôn ạ. À, mọi người lên mã cho em luôn là V19 ạ. À, kèm số điện thoại cho em với ạ. À, toàn màu dễ chịu, toàn màu đồng màu với da này các chị này, nên là nó sẽ không bị lộ nhá. Các chị có mặc quần sáng màu cũng yên tâm luôn à. À, áo bố có cổ còn không ạ? À, em còn chị ạ. Mã lên đơn hộ em luôn là V19 đi đã. Sale tại live các chị yêu luôn là còn 64.000 đồng 5 quần. 64.000 đồng 5 quần của V19. Rồi chip nam này. Lên mã hàng là chip nam. V19 đi chị Nga Khúc. Mã này lên đơn là chip nam cho em ạ. À, toàn bộ dòng chip này của em là đủ size số này. Chip nam của em là đủ size số ạ. Size cho bé, size từ 50 cân đến size 75 cân. Chip nam này của nó, tất cả nó là dòng chip Nhật, chip su nhá mọi người. Chip su này cực kỳ mát và không xù. Em giơ lên mọi người có thể nhìn được cái chất của nó đây ạ. Thấy không ạ? Mọi người lên đúng mã hàng là chip nam, kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán 50.000 hai cái, nhưng mà thật sự luôn, từ cái hôm em chốt đơn đến giờ chưa một chị nào chốt hai cái, mà các chị toàn chốt 100.000 bốn cái thôi. Cái này mọi người mua ngoài nhẹ nhàng nhất tầm 60 đến 65.000 một cái. Lên cho em mã này luôn ạ. Bút đầu tẩy một hộp là 12 cây. Lên lón em like rồi ạ. Cái mã này giấy vệ sinh ok, chị Phát Yên Thắng có, chị Hoàng Hạnh có, mài da ok chị này. Mọi người lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã lên đơn em luôn là chip nam và kèm số điện thoại cho em ạ. 50.000 đồng hai cái. 50.000 đồng hai cái của chip nam. Được chưa ạ? Chị yêu lấy chip nam, chốt em luôn là chip nam và kèm số điện thoại cho em 50.000 đồng hai cái. Lón em like rồi đấy chị ạ. Lên đơn là mũ xinh, mũ xịn, mũ xinh hay cái gì nhỉ? Mà Mai gọi điện thoại cho em với ạ. Dạ ok chị ạ. À, giấy vệ sinh ở nhà em còn có một cầu, em đang để ở đây với một cầu kia thôi kìa, là hết sạch rồi. Lên cho em mã này luôn là chip xịn nam cộng số điện thoại cho em. Chip xịn nam cộng số điện thoại cho em nha. Đây giấy vệ sinh của nhà em đây, nó cứ phải gọi là chị nào đã dùng rồi cho em xin một cái feedback ạ. Em còn có hai bịch nữa thôi nha, rồi chốt lốt đi để nếu mà có nhu cầu nữa thì em về tiếp, còn không em ngưng một thời gian đã. Mọi người lên đơn cho em luôn là giấy vệ sinh ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng. 99.000 đồng hộ em là 3 bịch nha mọi người. Các chị mua ở bên ngoài thị trường ấy, con này nó phải rơi vào tầm từ 55.000 đến 65.000 một bịch. Mà bây giờ em sale cho các chị cái này. Anh ơi, cho em cái ghế kia vào đây với. Mà em sale được cho mọi người với mức giá của nó về có 99.000 đồng 3 bịch thôi. Chị nào lấy giấy vệ sinh ạ, đây là một bịch của nó này. Toàn bộ dòng này của em là giấy vệ sinh, hàng rất là trắng. Hàng rất là trắng, siêu dai và siêu dai, không hề bị mủn mủn nhá. Em bán combo 99.000 đồng, các chị em mình được 3 bịch và 3 bịch của nó to như này. Đó chưa, 99.000 đồng 3 bịch của giấy vệ sinh. Lên mã hàng là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em. Lên của em mã là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại của em ạ. 99.000 đồng 3 bịch. 99.000 đồng 3 bịch của giấy vệ sinh nhá. Cái gì nhỉ, cái xuồng của nhà mình còn không? Cái áo có cổ xịn của nam còn hàng không? Chốt mã của em luôn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng 3 bịch nha mọi người. 99.000 đồng 3 bịch của giấy vệ sinh. Cho chị yêu lấy giấy vệ sinh lên đơn của em luôn là giấy vệ sinh và cộng số điện thoại cho em. Giấy vệ sinh và cộng số điện thoại cho em. 99.000 đồng 3 bịch. 99.000 đồng 3 bịch nha cả nhà ơi. Giấy vệ sinh ạ. Ok chị Tuyền Bùi ạ. Em từ từ em thoát ra rồi em vào lại nhá. Em thoát ra rồi em vào lại nhá.
em thoát ra rồi em vào lại nha mọi người. Ok chưa, cặp lồng 3 tầng, ok chị Lan Lan cộng V19 á. Rồi ạ, các chị ơi em thoát ra một tí xong em vào lại luôn nhá, xem là có lâu lắm rồi em không có like muộn như vậy á, em thử vào lại xem là có được không. Mọi người có muốn hỏi gì không? Không thì em thoát ra em vào lại luôn nhá, em thoát ra xong em vào lại luôn nhá mọi người. Em thoát ra một tí thôi xong em vào lại luôn nhá. Em thoát ra một tí xong em vào lại luôn nhá.